Xin chào. Tiến sĩ Nguyễn Vũ, vật liệu nano mà anh nghiên cứu đã được cấp trên công nhận và họ đã phê duyệt riêng cho anh một tòa nhà phòng thí nghiệm. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, tôi đến ngay đây. Công tử làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh lên cô ra, mau tỉnh lại đi. Công tử tỉnh rồi. Ta lại không chết, mà lại còn xuyên không nữa. Công tử mau dậy đi, thiếu gia đã đến, hắn nói sẽ giết cô ra. Lữ Nhất, tên vô dụng như người dám bắt nạt muội muội ta, đánh chết tên vô dụng người. Công tử, mau quỳ xuống nhận tội này đi, nếu không đừng trách ta giết chết chia. Một tên phu sĩ tầm thường không biết rõ thân phận của mình, lại dám gặp nhạc phụ, chủ nhân của cơ thể bỏ bê em gái người ta, chẳng trách hắn tức giận. Hôm nay ta phải cho người nhớ kỹ. Tiêu Long, em gái ngươi và ta là phu thê hợp pháp, vậy mà cô ấy lại không chịu ngủ chung với ta, thật xem ta như kẻ thái giám. Một gã nghèo kiết xác cũng xứng với muội muội ta sao? Nếu ngươi muốn lươn lẹo sống qua ngày, có lẽ ta vẫn có thể ban cho ngươi một bát cơm ăn. Nhưng nếu ngươi còn dám mơ tưởng đến muội muội ta, thì cái gậy này sẽ là kết cục của ngươi. Thiếu gia, thương hành đã trả lại hàng, ngài mau xem đi. Ngươi cẩn thận ta đấy. Được rồi, lui xuống đi. Thiếu gia, thương hành nói quần áo nhà ta xấu quá, từ nay không lấy hàng của nhà ta nữa. Không có đơn hàng của thương hành, chúng ta không trụ được bao lâu. Đúng là xấu thật, nếu là ta thì ta cũng sẽ không lấy. Nói bậy. Tên vô dụng ăn bám này, còn dám nói lung tung, coi chừng ta bẻ gãy cẳng chó của người. Đại hạ hiện tại tuy đang thịnh hành phong cách Giang Nam, nhưng theo ta thấy thì phong cách Giang Nam cũng chẳng ra gì. Ta có thể thiết kế mẫu quần áo mới, nếu người làm được chắc chắn có thể đánh bại. May mà bạn gái cũ là người thiết kế thời trang, ta bị ép phải học với cô ấy. Cái gì? Người có thể thiết kế thời trang? Một tên ăn bám nghèo kiết xác, nếu không phải chúng ta nhà họ Tiêu thu nhận, thì người đã chết đói ngoài đường rồi. Lữ Nhất, xem ra ta đối với người quá nhân từ rồi, nên người mới dám đối xử với muội muội ta như vậy, bẻ gãy chân nó cho ta. Tiêu Long, nếu ta thiết kế được thì sao? Chỉ bằng ngươi thôi à? Nếu ngươi thật sự thiết kế được, ngươi nói sao thì vậy, một lời đã định. Nếu ta không thiết kế được, ta sẽ tự treo cổ. Công tử, chi bằng người đi xin lỗi thiếu gia đi, nếu không thì chẳng ai cứu được người đâu. Tứ nhị, ngươi xem mấy bộ quần áo này thế nào? Cái này tuyệt đối đừng cho thiếu gia xem. Ngươi là người cổ đại, chỉ nhìn hình thì không hiểu được đâu. Ngươi đi lấy thêm ít quần áo nữa, lấy thêm ít kim chỉ với keo đến. Vâng. Tiểu Lan, lát nữa ngươi giúp ta làm người mẫu được không? Người mẫu ạ. Công tử, Tiểu Lan hơi. Công tử, trong phủ thiếu gia có nhiều hầu gái xinh đẹp, sao lại để Tiểu Lan làm người mẫu? Nói nhảm gì vậy, mau đi, quyết định vậy đi. Thiếu gia, đã qua hai canh giờ rồi, tên vô dụng đó chẳng lẽ ngủ quên rồi sao? Thiếu gia, để ta đi xem, nếu hắn dám lừa chúng ta, ngài cứ dạy dỗ hắn cho tốt. Mọi người xem kiểu này thế nào? Đây chính là cái ngươi gọi là thiết kế à? Thật không nên tin lời nói dối của ngươi, còn tệ hơn cả phần chó.
Thái thiếu gia, đây là bùa hộ mệnh à, dán lên cửa có phải sẽ trừ tà không? Đi trói hắn lại cho ta, đánh gãy tay chân rồi khóa vào cửa sắt. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô ta là người ở đâu vậy? Thiếu gia, đây là Tiểu Lan nhà chúng ta. Lỡ nhất, thiết kế tốt chỉ khi bán được hàng. Lần này để ta đi thương lượng việc buôn bán. Nhưng nếu ngươi không thương lượng được, ta sẽ tự tay may áo trắng cho ngươi mặc khi treo cổ. Lữ nhất, tất cả việc buôn bán ở Vân Thành đều do hội trưởng Triệu quản lý. Lát nữa khi nói chuyện, ngươi phải nhớ giữ phép tắc. Nếu đắc tội với ông ấy thì gia tộc Tiêu chúng ta coi như xong. Hội trưởng Triệu, Tiêu Long, quần áo gửi đến tỉnh thành, hội trưởng Triệu đã chỉ định cho Chu gia chúng ta rồi. Ngươi đến đây làm gì? Còn dẫn theo tên vô dụng của nhà ngươi nữa. Chu Cầm, ta đến tìm hội trưởng Triệu, không nói nhảm với ngươi làm gì. Hội trưởng Triệu, đây là mẫu quần áo mới của nhà họ Tiêu chúng ta, đặc biệt mang đến cho ngài xem. Thứ rác rưởi như phân chó này, cũng đem cho hội trưởng xem, thật là làm bẩn mắt hội trưởng. Được rồi. Tiêu công tử, ta đã quyết định dùng quần áo của Chu gia, ngươi đi đi. Hội trưởng, xin ngài hãy cho nhà họ Tiêu chúng ta thêm một cơ hội, ta đã nói rõ rồi, không cần nhiều lời. Lão gia, không xong rồi, tiểu thư lại ngất xỉu rồi, mau đi xem thử. Lữ nhất, ngươi dám đánh ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá. Tiêu Long, ta sẽ trục xuất nhà họ Tiêu ra khỏi xã hội. Lữ nhất, tìm mẫu thiết kế của ngươi rất tốt. Nhưng giờ hội trưởng Triệu còn không thèm liếc mắt, vậy phải làm sao đây? Chúng ta đi xem cô gái đó. Lữ nhất, tên vô dụng, ngươi vào đây làm gì? Cút ra ngoài cho ta, đừng làm phiền đại phu bắt mạch. Tiểu thư, bây giờ cảm thấy thế nào? Ta hồi hộp, toát mồ hôi, toàn thân mệt mỏi. Triệu lão gia không cần lo lắng, tiểu thư chỉ hư nhược thân thể thôi. Dùng thuốc là có thể chữa khỏi. Hoàng Nhi, đi lấy giấy bút. Chỉ là hạ đường huyết thôi, không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ cần một chén nước đường đỏ, kê có thể giúp đại tiểu thư hồi phục. Nực cười, lão phu hành y nhiều năm, chưa bao giờ nghe thấy lời nói hoang đường như vậy. Sao lại có kẻ kiến thức ngang người chết vậy? Một tên ăn bám vô dụng cũng đi làm lang băm sao? Ôn đại phu chính là lương y của Vân Thành, ngươi dám nghi ngờ y thuật của ông ấy à? Tiêu Long, ngươi nên quản lý tốt người nhà ngươi đi. Cút ra ngoài cho ta. Nếu không, đừng trách lão phu trục xuất nhà họ Tiêu các người ra khỏi thương hội. Này, Lữ Nhất, đừng nói bậy, mau đi thôi. Nếu ta đoán không sai, trước khi phát bệnh, tiểu thư có tập thể thao, có phải tiểu thư đói bụng không? Đúng vậy. Vừa nãy ta có đá cầu cùng tiểu thư, sau đó tiểu thư liền thành ra như vậy. Triệu hội trưởng, nếu phương thuốc của ta vô hiệu, thì nhà họ Tiêu chúng ta tự động rút khỏi thương hội. Nhưng nếu có tác dụng, mong hội trưởng hãy dùng quần áo của nhà họ Tiêu. Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho Triệu tiểu thư, ta bái ngươi làm sư phụ.
Người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất dày, Triệu lão gia, chi bằng để hắn thử xem, để phân biệt thật giả. Triệu hội trưởng, ông bị tên vô dụng này lừa rồi, nước đường đỏ này làm sao có tác dụng được, ông mau trục xuất nhà họ Tiêu ra khỏi thương hội đi. Ta đã bảo ngươi đừng làm bậy rồi mà, bây giờ phải làm sao đây? Đừng vội, chốc nữa sẽ có hiệu quả. Ngươi gan to thật, giờ đã muộn thế này rồi mà ngươi còn dám ngoan cố. Bây giờ ta tuyên bố Tiêu gia. Lão gia, tiểu thư tỉnh rồi. Từ từ thôi. Cha, con khỏe rồi, không sao cả. Sao con nhớ có người nói muốn bái ta làm sư phụ nhỉ? Sao giờ lại không nhận lời? Được thôi, ta sẽ đi ra ngoài sẽ nói với mọi người. Chu Đại Công Tử và Lang Bam đều là những kẻ nói mà không giữ lời. Ta nghĩ là Triệu hội trưởng cũng không thích người khác nuốt lời đâu nhỉ. Ngươi hùng thiếu niên, nếu nữ công tử đã nói trước, vậy lão phu xin giữ lời. Lần làm ăn này vẫn giao cho nhà họ Tiêu. Lữ Nhất, đừng được voi đòi tiên, đừng tưởng ta hành lễ bái sư với ngươi là ngươi có thể hơn ta. Tên phế vật không quản được vợ này, ngươi có tài thì đi đón Tiêu Nhu về đi, cô ta đang ở nhà đàm tiểu thư đấy. Việc đó khỏi phiền công tử Chu, tất nhiên ta sẽ đưa vợ ta về nhà. Tốt lắm, vậy ta đi cùng ngươi xem thử, xem người Lữ Nhất có đón được vợ mình về không. Phu nhân, ta đến đón nàng về nhà. Lữ Nhất, ta nghe nói gần đây ngươi đang giở trò với Tiêu Nhu, ngươi cũng không tự xét lại thân phận mình à? Đúng là người vô dụng. Đàm tiểu thư nói rất đúng, hạ người hạ đẳng như Lữ Nhất, sao xứng với Tiêu tiểu thư chứ? Hạ công tử là công tử chi phủ, lại thông hiểu kinh luân, phong độ, ta thấy hạ công tử và Tiêu tiểu thư rất xứng đôi. Lữ Nhất ngươi đi đi, ta sẽ không về cùng ngươi đâu. Ta đã nói ngươi là đồ vô dụng mà ngươi không tin, ngay cả vợ mình ngươi cũng không đón về được. Nếu ta là ngươi, chi bằng chết quách đi cho xong. Tiêu Nhu, chuyện hôn nhân của chúng ta là do cha mẹ sắp đặt. Lúc đó cũng chính là đại ca của cô, đến cửa nhà họ Lữ chúng ta đính hôn. Hồi nhà Lữ chúng ta được thời còn hưng thịnh, các người nhà họ Tiêu còn chạy tới nịnh bợ. Bây giờ gia đình ta sa sút, các người nhà họ Tiêu liền quay mặt không nhận người sao. Được thôi, chỉ cần các người thừa nhận nhà họ Tiêu các người là lũ bội tín vong nghĩa, thì hôm nay ta sẽ không đón cô về. Lữ Nhất, phải không? Ta nói cho người biết, người căn bản không xứng với tiểu thư nhà họ Tiêu. Nếu không phải Tiêu tiểu thư sẽ đến nhà môn kiện cáo, ly hôn với ngươi. Nếu vậy Lữ Nhất sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, vậy chẳng phải sẽ chết đói sao? Ta nói vợ ta sao không chịu về nhà, thì ra là có người ngầm phá hoại. Công tử chi phủ thì sao chứ? Tương lai ta đỗ Trạng Nguyên vào triều đình, ngươi còn không có tư cách đưa giày cho ta. Thật là nực cười, ai mà không biết Lữ Nhất ngươi học được mấy chứ, lại còn huynh hoàng nói muốn thi đấu với ta, đúng là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Nếu Lữ Nhất muốn làm thế, vậy để ta thay Tiêu Nhu khảo sát kỹ càng, hạ công tử cũng có thể tham gia. Vừa hay ở đây có trà, vậy lấy trà làm đề tài, thi xem ai xuất sắc hơn, lấy trà làm đề, làm một bài thơ, thế nào? Ta không vấn đề gì. Vậy bắt đầu đi. Tên này từ nhỏ đã bị xem thường, lại còn thua ngươi sao? Con nhỏ họ Tiêu này, rõ ràng là muốn để tên họ Hạ ra vẻ ta đây, để ta thu phục tên họ Hạ trước, rồi sau đó sẽ xử lý cô. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi. Dục ẩm tí bà. Mã thượng thôi.
Túy Ngoạ Sa Trường, Quân Mạc Tiếu, Cổ Lai Chinh Chiến, Kỷ Nhân Hồi, Hạ Công Tử của Nhiên Tài văn chương xuất chúng, trong thời gian nghỉ giải lao mà đã làm được một bài thơ, đúng là kỳ tài ngút trời. Hạ Công Tử đã là văn nhân lớn thời này. Lữ Nhất, đến ngươi. Nếu ngươi làm được thơ, ta sẽ bỏ ra ngoài. Tích Nhân Dĩ Thừa, Hoàng Hạc Khứ, Thử Địa Không Dư, Hoàng Hạc Lâu, Hoàng Hạc Nhất Khứ, Bất Phục Phản, Bạch Vân Thiên Tài, Không Du Du, Tình Xuyên Lịch Lịch, Hán Dương Thụ, Phương Thảo Thê Thê, Anh Vũ Châu. Thơ hay quá. Người có thể làm ra thơ như vậy, đúng là thi thánh đương thời rồi. Không thể nào, làm sao hắn làm được? Hắn nhất định là đạo thơ của người khác, hơn nữa còn là thơ do đại nho đương thời sáng tác. Lữ Nhất, ngươi nói cho ta biết ngươi lấy thơ của ai vậy? Đây chính là thơ do ta làm. Nếu là của đại nho đương thời, sao các người lại chưa từng nghe qua? Chu Kiệt, ở nhà hội trường Triệu ngươi đã bái ta làm sư phụ, giờ lại còn thua nữa, ngươi có nên bỏ ra ngoài không? Cần gì phải gắt gỏng vậy chứ? Kẻ thua cuộc, người không có tư cách lên tiếng. Người rõ ràng biết Tiểu Nhu đã có phu quân, vậy mà còn tìm cách sáp lại gần. Chỉ điểm này đã lộ rõ ý đồ xấu xa. Lữ Nhất, người dám vô lễ với Hạ Công Tử. Người cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Người với mấy tên bao bì ở Lầu Xanh có gì khác đâu. Một nữ nhân đã có chồng, lại cùng nam nhân khác uống trà trò chuyện. Mặt mũi nhà họ Tiêu đều bị cô vứt sạch rồi. Lữ Nhất, tên vô dụng như người ở đây làm can gì vậy? Ở đây ai mà không cao quý hơn người chứ? Chu Kiệt, trong số người có mặt ở đây, ngươi là người ít tư cách nói chuyện nhất. Vừa nãy ngươi chẳng phải nói kẻ thua cuộc phải bò ra ngoài sao? Ngươi còn đang chờ gì nữa? Tiêu Nhu, cô có đi với ta không? Tại sao ta phải ở chung với một tên vô dụng như ngươi chứ? Được. Cô đã không chịu đi, vậy thì ta ly hôn với cô. Ngươi lấy quyền gì mà ly hôn ta? Nếu có ly hôn thì phải là ta ly hôn ngươi tên nghèo kiết xác này. Đi mau, phá cái gì? Ngoan ngoãn chút đi. Công tử, cứu mạng với. Chuyện gì vậy? Tên nhóc này thua 1.000 lạng bạc ở sòng bạc của chúng ta, định bỏ trốn nên bị chúng ta dạy dỗ một chút. Nó nói ngươi có thể thay nó trả nợ. Nếu ngươi không lấy ra được 1.000 lạng bạc, hôm nay chúng ta sẽ đánh gãy chân nó. Tiền lương tháng của ngươi chỉ có 2 lạng, vậy mà ngươi dám thua nhiều vậy? Ta thua 600 lạng, 400 lạng còn lại là tiền lãi. Ta đã ly hôn Tiêu Nhu, chỉ còn cách rời khỏi Phù Tiêu, nhưng lần gặp mặt này, Tam Nhị đối xử với ta tốt nhất, ta không thể không quan tâm cậu ta được. Hai vị đại ca bớt giận, nếu hắn thua tiền ở sòng bạc, vậy chúng ta cứ đến đó thắng lại là được. Tên nhóc này gan lắm, đã vậy thì theo chúng ta đi một chuyến. Công tử, chỗ đó là nơi ăn người không nhả xương đấy, không thể đến đó nữa. Không sao, ta có cách. Đi thôi, được. Ba lá lớn, đó là nhỏ. Để ta. Cho ngươi này, lại đây nào. Đây không phải là vị công tử họ Lữ của chúng ta sao? Bị Tiêu tiểu thư đuổi rồi, lại còn tìm đến chỗ này để giải sầu ư? Tên tiểu nhân chỉ biết nói lung tung như đánh rắm, có tư cách gì mà ở đây nói ba nói bốn? Ta nhớ ngươi đã thua cược với ta, nhưng lại không chịu thực hiện lời hứa. Một tên ăn mày lại dám đến đây đánh bạc, chờ đấy xem ngươi chết kiểu gì. Lữ công tử phải không? Ngươi muốn cược gì? Là tiền đặt cược hay là xếp hàng? Công tử muốn chọn cái nào thì tùy. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Không sao, đã dám đến đây, tức là ta có chuẩn bị. Vậy mời đi bên này. Những thứ người nói ta đều không biết chơi.
Nếu đánh bạc thì phải theo quy tắc của ta. Chúng ta cá cược cái này. Rất đơn giản, đoán chúng còn số, đoán chúng thì ta trả gấp 10, đoán sai thì ngươi đặt bao nhiêu thua bấy nhiêu, cá cược một ăn 10. Lại còn có chuyện tốt thế này sao? Nhất định ta cũng phải đặt một ít. Lữ Nhất, ngươi điên rồi à? Thế khác gì đưa tiền cho không? Được, ta cá với ngươi, nhưng nếu ngươi thua mà lấy không ra tiền, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Mọi người cứ đặt cược đi, chỉ cần đoán chúng bên trong có mấy cái là thắng. Ta đặt 100 lạng. Nếu ta thắng mà người trả không nổi, ta sẽ đánh gãy chân người. Mấy tay cờ bạc này sao không biết quan sát tốc độ nhỉ? Số lượng cái này ta có thể tùy ý điều khiển. Cứ tiếp tục như thế này, ta hoàn toàn có thể phát tài. Mở ra. Nào, mọi người hãy hăng hái đặt cược đi. Ta đặt 200 lạng. Không tin là đoán không trúng. Cứ đặt đi, đặt đi. Được, để ta lật lên. Tiếp tục, tiếp tục nào. Lại đây, tiếp tục nào. Tiếp tục, tất cả đặt hết vào. Chu công tử, xem ra vận may của ngươi cũng không tệ nhỉ. Đại ca, đây là 1.000 lạng bạc mà hắn nợ ngươi, giờ trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Còn ai muốn tiếp tục đặt cược không? Lữ Nhất, ngươi gian lận. Chu công tử, nói chuyện phải có bằng chứng. Chính người đoán sai, thì liên quan gì đến ta? Người thấy họ chẳng phải cũng thắng không ít sao? Hơn nữa, đây là sòng bạc. Nếu ta gian lận, người ta sẽ không nhìn ra ư? Được, ta sẽ nhớ kỹ mối thù này. Sớm muộn gì cũng sẽ trả. Nào, nào, nào. Tiếp tục. Lữ công tử, đây là trưởng quỹ Mãnh ca của chúng ta. Có vẻ như mưu kế của ta đã bị nhìn thấu rồi. Thì ra là Mãnh ca, vậy chúng ta nói chuyện chút nhé. Lữ công tử là nhân tài. Ta rất vinh hạnh mời ngươi gia nhập sòng bạc của ta. Không biết Lữ công tử có bằng lòng không? Mấy trò nhỏ nhặt ở sòng bạc ta không hứng thú. Chơi thì phải chơi lớn. Ta đang có một phi vụ. Không biết Mãnh ca có hứng thú không? Lữ công tử cứ nói đi. Chúng ta mở một ngân hàng, sau đó hút vốn từ dân gian. Ngân hàng chính là tiền trang, hút vốn có nghĩa là để cho bách tính gửi tiền vào tiền trang của chúng ta. Chúng ta trả cho họ lãi suất. Ngươi đang đùa à? Tiền trang vốn kiếm tiền bằng cách bảo quản tiền cho người khác, thu phí bảo quản để duy trì. Ngươi lại còn muốn trả lãi suất cho người ta, như vậy chẳng phải lỗ chết sao? Ta vẫn chưa nói hết mà, ngươi gấp gì chứ? Trên bề mặt thì chúng ta lỗ tiền, nhưng nếu chúng ta dùng số bạc người khác gửi ở đây mang đi làm ăn,
hoặc cho người khác vay với lãi suất cao hơn. Người nghĩ xem là lời hay là lỗ. Người thời này đều không có ý thức này, tự mở ngân hàng chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng phải mất một thời gian để hoàn thành công việc này. Người như Mãnh Ca vừa hay rất phù hợp. Vốn dĩ chuyện này ta định tự làm, nhưng ta nghe nói Mãnh Ca võ nghệ cao cường, lại là người nghĩa khí, nên muốn hợp tác cùng Mãnh Ca. Nếu Mãnh Ca đồng ý, người xuất tiền, ta đưa ra phương pháp thực hiện cụ thể, đến lúc đó chúng ta chia năm đến năm. Việc này để ta suy nghĩ đã, đến lúc đó ta sẽ nhờ người báo cho Lữ công tử. Được, tạm biệt ở đây. Công tử, người thật sự đã ly hôn tiểu thư rồi ư? Chẳng lẽ là giả sao? Việc ta thoát hiểm bình an đều nhờ công ơn công tử. Từ nay mạng này của Tam Nhi là của công tử. Ta nguyện vì ngươi xông pha lửa nước. Đúng rồi, công tử. Cái gọi là ngân hàng mà người nói lần trước ấy, Mãnh Ca sẽ đồng ý hợp tác chứ? Ngươi yên tâm, hắn ta sẽ nghĩ thông suốt thôi. Miếng bánh lớn này, nếu hắn ta không ăn thì sẽ bị người khác ăn mất. Không bao lâu nữa, hắn ta sẽ đến tìm ta thôi. Công tử, nếu người không còn là người nhà họ Tiêu nữa, vậy tối nay chúng ta đi lầu xanh chơi nhé. Đi chơi chút vậy. Công tử, ta nghe nói Tử Du cô nương, Hoa Khôi lầu Bách Hoa, là người có nhan sắc bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn. Ở Vân Thành này, không biết có bao nhiêu tài tử vì nàng mà say đắm. Hai vị khách quan có cô nương quen biết nào không? Đây không phải công tử họ Tiêu sao, bị quét ra cửa đến lầu xanh trọ nhờ à? Hạ công tử đang nói chuyện với các người đấy. Ta mới không nói chuyện với kẻ thua cuộc dưới tay ta. Tiểu nhị, nghe nói lầu các người có một vị tên là Tử Du cô nương, có thể mời xuống gặp mặt không? Đến người cũng muốn gặp Tử Du cô nương sao? Tử Du cô nương chính là tài nữ bậc nhất thiên hạ đấy. Ai muốn gặp Tử Du cô nương thì phải đối được câu đối của nàng. Hắn còn biết đối đối liên cơ à? Bài thơ ban ngày, người cũng đạo từ người khác thôi. Người không soi gương xem mình là cái thá gì à? Lữ Nhất, đừng tự làm mất mặt nữa. Biết điều thì cút khỏi lầu Bách Hoa cho ta. Một tên dụ dỗ vợ người khác như ngươi, có tư cách gì mà giỡn mặt ở đây? Hạ huynh không cần giỡn nữa. Nếu vị công tử này muốn khoe tài, vậy cứ để người ta đối là được. Được, vậy thì đối đối liễn. Tiểu nhị, đồng đồng vi hảo đối, đồng sinh dịch hảo đối. Quả nhiên là do Tử Du cô nương ra. Phạm huynh, tiểu đệ bất tài, không đối được câu này, mong Phạm huynh đối cho mở mang tầm mắt. Nếu hạ huynh nói vậy, vậy hạ quan xin đối tại chỗ. Họa hoa họa phú phố Thành Xuân. Hay thật, Phạm huynh của nhiên là tài tử đệ nhất Vân Thành. Phạm công tử của là đại tài, có vẻ như tối nay Tử Du cô nương sẽ cùng công tử chén rượu tâm sự rồi. Công tử, vừa nãy Phạm Xuân Sơn chính là đệ nhất tài tử Vân Thành, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của hắn ta đâu, mau đi thôi. Vừa nãy không phải có người nói muốn đối đối liễn sao, sao giờ thành câm như hến rồi? Đối không được thì mau cút đi. Có gì khó đâu. Đằng đăng các công thư.
Câu đối của Phạm Công Tử vừa công chính lại có ý cảnh tuyệt diệu, nhưng làm thơ vẫn không bằng đọc sách. Theo Tử Du thấy thì vị công tử này hơn một bậc. Tử Du cô nương nói vậy tuy có lý, nhưng khó tránh khỏi hơi thiên lệch. Chi bằng cô nương lại ra thêm một câu, để ta cùng vị công tử này so tài cao thấp. Nếu Phạm Công Tử có hứng thú như vậy, vậy Tử Du xin ra câu vụng về vậy. Thượng liên của tôi là Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Mời hai vị công tử đối. Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Đây chẳng phải là câu đối tuyệt thế ngàn năm trên mạng sao? Xem ra lên mạng trước cũng có lợi đấy. Yên tỏa chỉ đừng liễu. Hay thật, một câu yên tỏa trì đường liễu. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Câu đối này không phải do Tử Du ra, mà là do một vị đại tài danh tiếng lẫy lừng thời xưa nghĩ ra. Ngàn năm qua không ai đối được thỏa đáng. Nào ngờ, công tử lại có thể đối được trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa ý cảnh còn vượt trội cả thượng liên. Chỉ với hạ liên này thôi, công tử đã xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài tử thiên hạ. Tử Du nguyện cùng công tử chén rượu tâm sự. Công tử, người thật là quá giỏi, lại còn được Tử Du cô nương mời nữa chứ. Này, ngô mau đi đi, ta sẽ đợi người ở đây. Một cây hương là đủ rồi nhỉ. Một cây hương, ngươi xem thường ai vậy? Cưỡi ngựa ba cây hương. Ba cây hương. Giỏi vậy cơ à? Công tử định làm gì vậy? Tất nhiên là làm chuyện vui vẻ rồi, nếu không ta đến lầu xanh làm gì? Công tử, tiện nữ tuy là kỹ nữ, nhưng không làm chuyện nhơ nhúc đâu, mong công tử tự trọng. Cô là loại bán nghệ không bán thân à, đồ giả dối. Công tử tài hoa như vậy, không biết tương lai có định thi đậu làm quan không? Xin lỗi. Nếu cô nương trong trắng như vậy, vậy giữa chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Xin cáo từ. Tử Du, hắn chính là người chúng ta cần tìm. Ta cũng không biết nữa, nhưng hắn có thể đối được câu tuyệt đối ngàn năm của ta, tương lai chắc có thể dùng được cho chúng ta. Đã vậy thì ngươi phải thăm dò cho kỹ, lúc cần thiết có thể hy sinh sắc đẹp. Công tử, không phải ngươi nói ít nhất ba cây hương sao? Sao nhanh vậy? Nhanh cái con khỉ, cô ta bán nghệ không bán thân. Lữ Nhất, ngươi không phải rất hùng hổ sao? Nhưng ngươi phải trả giá cho sự hùng hổ của mình. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ ra sao. Công tử mau chạy đi, ta sẽ giúp ngươi cản bọn chúng lại. Chỉ là một tên hạ nhân mà dám cản quan phủ à? Đúng là tìm đường chết. Dạy dỗ chúng thật tốt cho ta. Đây không phải Hạ công tử sao? Ngươi đây là Phường Nha Dịch à? Thì ra là Mãnh ca. Tiểu đệ tham kiến Mãnh ca. Tiểu đệ không phải đang trả án, mà chỉ đang dạy dỗ hai tên không biết sống chết này thôi. Lữ Nhất, gặp Mãnh ca rồi còn không mau quỳ xuống. Nếu làm Mãnh ca không vui, thì sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Tên nhóc này có vẻ rất sợ Mãnh ca, xem ra lai lịch của Mãnh ca không đơn giản. Tên họ Hạ, ngươi thật khốn nạn, mạnh miệng không được nên chơi võ à. Chuyện ngân hàng, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
ngân hàng nào? Để ta dạy dỗ bọn chúng thật tốt. Mang người của ngươi cút ngay lập tức, kẻo ta cho ngươi nằm ngang trở về nhà. Mãnh ca, xem ra Mãnh ca đã nghĩ kỹ rồi. Mãnh ca thay mặt ta ra tay, tức là người ấy đã quyết định hợp tác với ta. Lữ công tử nói đúng, ta suy nghĩ kỹ rồi. Thấy chuyện này có thể làm, nhưng ta không thể chấp nhận chia 5 năm, nhiều nhất là 7-3. 4-6 đi, thỏa thuận nhé. Lữ công tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lừa ta hoặc là thua lỗ thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Mãnh ca cứ yên tâm, phi vụ này, ta đảm bảo ăn chắc không lỗ. Mãnh ca, ngươi thậm chí dám đánh cả công tử tri phủ, chắc hẳn là có bối cảnh không tầm thường nhỉ. Lữ công tử, câu hỏi của ngươi có vẻ vượt quá phạm vi hợp tác của chúng ta rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm hiểu nhiều. Ngày mai ta sẽ cho người bắt tay tìm mặt bằng, tìm được tất nhiên sẽ báo cho ngươi. Công tử, hôm nay là ngày thi tuyển mà, mau dậy đi, trễ thì phải đợi sang năm đấy. Thi tuyển gì chứ? Mất công ta phải thức khuya làm việc. Này công tử, thật sự không còn kịp nữa rồi. Quên mất là mình xuyên không rồi, hôm nay là ngày thi tuyển mà, không thể bỏ lỡ được. Công tử chờ ta với. Tên vô dụng này thật sự đến dự thi cơ à? Ngươi tưởng chỉ đạo thơ của người khác là ghê gớm lắm sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ nộp giấy trắng thôi. Ta thấy nộp giấy trắng thì chưa tới mức, nhưng chắc chắn sẽ khiến quan trưởng kinh ngạc, sau đó sẽ bị loại khỏi danh sách công chức, về sau cũng không cho dự thi nữa. Người này trông hơi quen mặt, sao trông giống cô nương thế nhỉ? Này Lữ Nhất, giả vờ thanh cao gì chứ? Chính là ngươi lừa ta hơn 1.000 lạng bạc, hôm nay chúng ta lại cá cược nhé. Cược gì? Ngày mai công bố kết quả thi tuyển, nếu ngươi có tên trên bảng vàng, ta sẽ tặng ngươi thêm 1.000 lạng bạc nữa. Nếu ngươi trượt, thì trả lại 1.000 lạng bạc đó cho ta, thế nào? Được, ta cá với ngươi. Các thí sinh, bây giờ có thể vào phòng thi rồi. Đi thôi, đi thôi. Bắt đầu rồi. Công tử, sao người ra sớm vậy, còn nhanh hơn cả ở lầu Bách Hòa nữa. Đừng nhắc chuyện đó nữa, để quá dễ, ta làm xong là ra luôn. Cứ chờ xem ta lên bảng vàng thế nào nhé. Vũ huynh, bài thi này không chỉ xuất sắc, mà suy nghĩ trong đó càng chưa từng nghe thấy. Người làm bài thi này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột quốc gia. Bảng huynh nói đúng lắm, ta vốn tưởng người này nộp bài sớm như vậy, chắc là kẻ tầm thường, nào ngờ lại có nhân tài như thế. Chúng ta nên trực tiếp tiến cử với bệ hạ, kẻo bị người khác hiểu lầm mà bỏ lỡ. Đem tướng Tử Hiên Phong làm hữu bật lệnh, gửi ta đến trước Long Nhan. Vâng. Công tử, đã mấy ngày rồi, sao bên Mãnh ca vẫn chưa có tin tức gì vậy? Gấp gì, mở ngân hàng đâu phải chuyện đùa, nhất định phải chọn được nơi tốt. Lữ công tử, Mãnh ca nhà ta đã chọn được địa điểm rồi, sai ta đến mời ngài. Ta nói mà, đừng nóng vội. Đi thôi. Chúc mừng. Các vị, hôm nay ngân hàng khai trương, cảm ơn các vị hương thân đến chúc mừng. Tất cả những ai hôm nay gửi tiền ở đây, không chỉ nhận được lãi suất tương ứng, chúng ta còn tặng thêm một món quà. Tốt, tốt. Hay quá.
Chúc mừng Mãnh Ca khai trương ngân hàng, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến gửi tiền. Mãnh Ca, hôm nay tiểu đệ cũng đến gửi 3.000 lạng. Lữ Nhất, không ngờ ngươi lại có thể hợp tác với Mãnh Ca. Ta nói cho ngươi biết, Mãnh Ca cũng không thể bảo kê cho ngươi mọi chuyện được đâu, lát nữa sẽ có trò hay để xem. Lữ Nhất, tên vô dụng này đã dám làm nhục muội muội ta. Ngươi là kẻ đeo bám nhà họ Tiêu chúng ta, ngươi có tư cách gì mà làm thế? Đúng vậy, ngươi căn bản không có tư cách làm vậy. Hôm nay ta và đại ca đến đây, chính là để trước mặt mọi người ly hôn với ngươi, tên nam nhân hèn hạ này. Các vị, tên vô dụng này hôm nay sẽ bị ly hôn đấy, thật là thú vị. Có vẻ như họ Hạ và họ Chu, huynh đệ Tiêu Long chạy đến gây rối, muốn phá hoại việc làm ăn của ta. Nếu các người muốn đá người ta khi đang ngã xuống, thì đừng trách ta kích hoạt chế độ tàn nhẫn. Tiêu Long, vốn dĩ ta định chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng không ngờ ngươi còn mang lý lẽ, dẫn theo Tiêu Nhu đến đây đối chất với ta. Ngươi muốn biết vì sao ta lại ly hôn Tiêu Nhu phải không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, mỗi ngươi một người vợ đã có chồng, lại dám ngoại tình với nam nhân khác sau lưng ta. Ngươi nói cái gì cơ, ngươi? Cô ta không tuân thủ đạo làm vợ, làm chuyện nhơ nhuốc như vậy, chẳng lẽ ta không nên ly hôn cô ta sao? Ngươi với tư cách là đại ca ta, muội muội mình làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy mà không quản giáo, lại còn chạy đến chỗ ta gây rối, ngươi còn ra thể thống gì nữa? Ngươi có biết luân thường đạo lý không? Hay những việc nhỏ đó cũng phải để ta dạy cho ngươi sao? Thật là không biết đạo lý. Các vị, vừa nãy Hạ công tử thì thầm với ta, lần trước người ta so tài thơ từ với ta đều thua cả. Nên hôm nay đặc biệt liên hợp với Chu công tử, mời huynh muội nhà họ Tiêu đến phá rối việc làm ăn của ta. Đường đường là công tử chi phủ mà lại làm chuyện đê tiện như vậy, thật là hèn hạ. Lữ Nhất, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Những chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Lữ Nhất, ngươi đừng nói nhảm. Chuyện này không liên quan gì đến Hạ công tử, đều do một mình ta làm cả. Không đúng. Chuyện này cũng không liên quan gì đến ta, đều do người vu khống bọn ta cả. Ngươi đã thừa nhận rồi, còn chối cái gì nữa? Người nhà họ Chu các người sao mà hèn hạ thế? Sợ là khi làm ăn cũng lừa gạt người khác không ít nhỉ? Không ngờ Chu công tử lại là người như vậy. Quay về ta sẽ nói chuyện với hội trưởng Triệu của các người, để ông ta trục xuất thương hội của Chu gia các người. Từ nay về sau, không hợp tác với Chu gia các người nữa. Còn Hạ công tử và huynh muội nhà họ Tiêu nữa, các người công khai chạy đến ngân hàng của ta gây rối, ta sẽ tính sổ với các người cho tốt. Lữ công tử, hôm nay ngân hàng của ngươi khai trương, Tử Du không có gì tặng ngươi cả, vậy để ta gửi chút bạc vào ngân hàng của ngươi vậy. Cảm ơn Tử Du cô nương. Tử Du cô nương gửi ngân 5 vạn lượng. Nào nào, mời vào trong, mời vào trong, mời. Nữ nhân này chắc chắn có mục đích khác. Ta và Tử Du cô nương chỉ gặp nhau một lần, không hiểu sao cô nương lại giúp ta như vậy. Xin Lữ công tử yên tâm, ta không có ý đồ gì với công tử cả. Chỉ mong công tử sau này thành tài vang danh, đừng quên ta là được. Nếu sau này gặp khó khăn, mong công tử hảo phóng giúp đỡ. Ơn này của cô nương, Lữ Nhất nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Chỉ là Lữ Nhất có một việc muốn nhờ, không biết cô nương có bằng lòng làm đại diện cho ta không? Đại diện là gì? Đại diện tức là ta muốn bán hàng, cô nương giúp ta quảng cáo, tất nhiên ta sẽ trả thù lao tương xứng. Đến lúc đó, cô nương chỉ cần cầm sản phẩm lộ mặt một chút là được. Nếu Lữ công tử đã nhờ, Tử Du không dám không đồng ý. Thù lao thì thôi đi, Tử Du không nhận tiền của công tử đâu.
Ngày mai công tử chắc chắn sẽ thành Phụng Bảo, đến lúc đó công tử nhất định sẽ lên bảng vàng. Sao cảm giác mình quen thuộc thế nhỉ? Người trông giống như cô nương trong hôm thi tuyển chính là cô ta. Xem có tên không nhỉ? Ta nhớ lúc đầu có người cá cược với ta. Nói là nếu trượt sẽ thua ta 1.000 lạng. Không biết người đó có giữ lời không? Nhìn cái điệu bộ của hắn, sợ là sẽ không chịu nhận đâu. 1.000 lạng bạc này của ngươi sợ là sẽ đi tong rồi. Không sao, coi như trò chó ăn vậy. Ta tìm đi tìm lại mấy lần rồi, cũng không thấy tên người đâu cả. Có vẻ như không thi đỗ rồi, chẳng lẽ ta thực sự không thi đậu sao? Vì thi tuyển thôi mà, nếu cái này mà cũng không đỗ, thì sau này ta làm trạng nguyên cái gì nữa chứ? Không phải cô nói ta chắc chắn sẽ lên bảng vàng sao, cũng không có tên ta mà. Ta cũng không rõ lắm, hôm đó bài thi của ngươi được hai vị quan khảo đọc đi đọc lại. Ta tưởng họ rất thưởng thức ngươi, nên mới nói ngươi chắc chắn sẽ lên bảng. Lữ Nhất, lúc trước ngươi cá cược với ta nếu trượt, thì ngươi thua ta 1.000 lạng bạc. Giờ ta nhìn nãy giờ, mắt sắp trợn ra máu rồi thế mà vẫn không tìm thấy tên ngươi. Tức là ngươi ngay cả tú tài cũng không thi đỗ. Vậy ngươi có nên thực hiện lời hứa không? Nhìn cái thái độ của hắn, chắc chắn sẽ không chịu nhận thua đâu. Một tên nghèo rớt mùng tơi, chứ cũng không biết mấy, lại còn là loại trộm thơ văn của người khác, thế mà cũng mơ tưởng đỗ đạt làm quan. Đúng là trò cười. Mấy người này có vẻ là quan chấp pháp. Đúng vậy, thánh chỉ có quan chấp pháp mới biết được. Quan chấp pháp sao lại đến Vân Thành? Thánh chỉ đến, còn không mau quỳ xuống. Tuân lệnh thánh chỉ, Lữ Nhất là nhân tài xuất chúng, tài hoa hơn người. Nay phong ngươi làm gián sát ngựa sử Giang Nam Đạo, kiêm án sát sứ Vân Thành. Ta lại thành mã bộ thượng thư Giang Nam kiêm ngựa sử đài. Sau khi ngựa sử Giang Nam Đạo nhậm chức, do người phụ trợ, khâm thử, lão đường của nhiên không nhìn lầm người, Lữ Nhất này đúng là lòng trung trì long. Xem ra muốn bảo hắn hết lòng giúp đỡ, chỉ có cách mà lão đường đã nói. Lữ đại nhân, mau lĩnh chỉ đi, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thượng ti, ta đã là gián sát ngựa sử quân Giang Nam, vậy binh mã Vân Thành ta có thể điều khiển không? Tất nhiên là được. Bọn ta còn có công văn trong người, xin cáo lui trước. Thượng ti đi thông thả. Ngươi định làm gì? Vừa nãy hai người các ngươi dùng lời lẽ xúc phạm quan viên triều đình. Theo luật pháp đại hạ, phải phạt roi mỗi người 30 trượng. Người đâu? Lữ đại nhân, ta nguyện bỏ tiền ra. Tuy bây giờ ngươi là quan viên triều đình, nhưng ngươi cũng được giết chết người. Vương gia kia cũng là chi phủ của chúng ta mà. Nếu ngươi dám, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng cái con khỉ. Các ngươi còn đứng nhìn gì nữa? Đánh đi. Từ nay về sau dám ra cửa, thì đừng trách ta giết các ngươi. Tiêu công tử, tên Lữ Nhất này sao đã làm quan rồi, chúng ta biết làm sao đây? Ta sợ là Lữ Nhất sẽ không để chúng ta yên ổn đâu.
Tha rằng, theo ta nghĩ chi bằng tối nay trèo tường vào giết hắn đi. Tam Nhi, ngươi thử xem. Công tử, cái này là thứ gì vậy? Cái này gọi là mặt nạ, dán nó lên da sẽ làm cho da mịn màng và mềm mại. Ta là nam nhân, dán cái này làm gì chứ? Nam nhân cũng cần chăm sóc da, đừng lại nhải nữa, mau dán lên đi. Ta đi mở cửa. Thuộc hạ Lầu Bách Hoa bái kiến Lữ đại nhân, tiểu nhân vâng lệnh Tử Du cô nương, đặc biệt đến mời đại nhân đến dự tiệc. Tử Du lại muốn mời ta ăn cơm sao? Vừa hay có thể để cô ấy thử cái mặt nạ này. Tam Nhi, ngươi ở nhà một mình nhé, ta đến Lầu Bách Hoa một chuyến. Tử Du cô nương, hôm nay cô thật xinh đẹp. Công tử quá khen rồi. Tử Du chỉ là một nữ tử bình thường thôi. Mời công tử ngồi. Tử Du cô nương, ta vừa mới chế ra loại mặt nạ. Hy vọng cô có thể giúp ta thử. Nếu cảm thấy tốt, ta sẽ sản xuất với số lượng lớn. Lữ công tử, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt thôi, không nói chuyện khác. Tử Du không phải không bán thân sao? Công tử, chúng ta có duyên, nên uống liền ba chén. Lữ công tử, ngài thấy ta đẹp không? Đẹp đến phát sáng. Chi bằng hôm nay. Chuyện gì thế này? Các ngươi là ai? Không liên quan đến ngươi, ta muốn giết tên tiểu tử này. Tử Du, cô không sao chứ? Tại sao bọn chúng muốn giết ngài? May mà hôm nay có Tử Du ở đây, nếu không thì hôm nay tiêu đời rồi. Tạm thời đừng nói chuyện này. Tử Du, võ công của cô ghê thật, chi bằng cô làm vệ sĩ cho ta luôn đi. Nếu công tử mời, Tử Du tất nhiên không thể từ chối. Từ giờ trở đi, an nguy của công tử sẽ do Tử Du phụ trách. Công tử, đây là Lỗ Tu, thợ rèn giỏi nhất Giang Nam. Công tử tìm thợ rèn làm gì? Đúc vũ khí. Tối qua ta suy nghĩ cả đêm, chỉ có cô bảo vệ ta vẫn chưa đủ, ta phải chế ra thứ gì đó để tự vệ. Ông xem thử có làm được cái này không? Ta chưa từng thấy một vật tinh diệu tuyệt luân như vậy, thứ do công tử thiết kế khiến Lỗ Tù bái phục. Không làm được sao? Làm được, nhưng không chắc làm tỉ mỉ thế này. 3 ngày sau ta sẽ đưa đến cho công tử. Tam Nhi, đưa ông ấy 50 lạng bạc. Nếu sư phụ làm khiến ta hài lòng, sẽ thưởng thêm 100 lạng nữa. Đa tạ công tử. Đây là vật gì vậy? Cái này gọi là súng lục, lợi hại hơn bất cứ ám khí nào. Thứ này thật sự lợi hại vậy sao? Trời ơi công tử, ngài có thứ này rồi thì dù vạn người cũng không địch nổi. Lữ Nhất có được vật này, thì còn cần ta bảo vệ nữa không? Hôm nay vui vẻ, chúng ta đi quán rượu uống rượu nhé. Hôm nay vui vẻ. Ta tưởng là ai, hóa ra là tên vô dụng Lữ Nhất của nhà họ Tiêu chúng ta. Trước kia, tưởng có Vương Mãnh chống lưng là ghê gớm lắm mà. Ta nói cho người biết, Vương Mãnh bây giờ không bảo kê được cho người nữa đâu. Tiêu Long, ta nể tình xưa nên không tính toán với người, nhưng người được đằng chân lân đằng đầu. Người với nhà họ Tiêu chúng ta có tình nghĩa gì chứ? Biết vị này là ai không? Ta nói cho người biết, vị này chính là hộ quân hiệu úy của Vân Thành, dưới trướng có hơn 1000 binh lính. Chỉ cần hiệu úy đại nhân hạ lệnh,
lập tức sẽ san phẳng cái ngân hàng rách nát của ngươi. Xem ra ngươi đã bán muội muội cho vị hiệu úy đại nhân này rồi phải không? Hỗn xược, người đâu? Bắt tên tiểu tử này về doanh trại cho ta, ta muốn trừng trị hắn một trận. Ta đã nói với ngươi là vương mãnh không bảo kê được cho ngươi nữa rồi. Nếu bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai với ta và muội muội ta, có lẽ ta còn có thể cầu tình với hiệu úy, để ngài bớt bị hành hạ ngươi một chút. Lý đại nhân, ngài có thể đừng quá tàn nhẫn được không? Dù sao chúng ta cũng từng là bạn đồng liêu mà. Thế này đi, ngài cứ hoạn hắn thành thái giám là được rồi. Vậy cứ theo ý của Tiêu tiểu thư, lát nữa ta sẽ sai người hoạn cái tên tiểu tử này, để hắn cả đời không làm được nam nhân. Ngươi chắc chắn dám ra tay với ta sao? Ngươi tưởng ta không dám chắc? Lữ nhất, ngươi chỉ là một tên hạ đẳng bị nhà Tiêu chúng ta quét ra cửa. Thế mà còn dám dọa dẫm Lý đại nhân, ngươi cứ chờ chết đi. Lý đại nhân, ngài có nhận ra vật này không? Đây chính là đô ngự tham quân, kiêm án sát sứ Vân Thành, Lữ đại nhân. Lý Trung bái kiến Lữ đại nhân. Từ khi nào mà hắn trở thành án sát sứ thế? Điều này không thể nào, hắn làm sao có số mệnh đó được chứ? Hắn chỉ là một tên tội đồ, bị nhà Tiêu chúng ta quét ra cửa mà thôi. Người thông đồng với nhà Tiêu, còn định hoạn ta. Chỉ tội này thôi, ta đã có thể xử tử ngươi rồi. Nhưng trời còn thương người tốt, bây giờ ta chỉ cách chức quan của ngươi, giáng ngươi xuống làm lính. Xin đại nhân vì tình nghĩa ngày xưa, tha cho hai huynh muội chúng ta. Từ nay về sau chúng ta không dám vô lễ với đại nhân nữa. Tiêu Long, ngươi làm người tham lam hèn hạ, làm ăn lừa gạt bá tánh, ta dùng thân phận quan phủ niêm phong tất cả các tiệm của nhà Tiêu các người, từ giờ trở đi nhà Tiêu các người không được phép kinh doanh. Dạ. Ngươi luôn cho rằng ta không xứng với ngươi, bây giờ xem ai mới không xứng với ai. Biết trước là hắn sẽ thành công như vậy, ta đã không đối xử với hắn như thế, thế là mất hết rồi. Hồi đó Lữ Nhất nói hắn có thể đỗ Trạng Nguyên, muội còn khinh thường hắn, bây giờ phải làm sao đây? Lữ công tử, hiện giờ tiền ở ngân hàng của chúng ta đã hơn 15 vạn lượng. Ngài lấy ra một nửa để làm mặt nạ, nhưng thứ này làm sao bán ra được nhỉ? Mãnh ca không cần lo lắng về đầu ra, có Tử Du ở đây, thứ gì cũng sẽ bán được. Vài ngày nữa, ta sẽ làm thêm ít quần áo và mỹ phẩm cho nữ nhân, rồi tìm thêm vài người mẫu, kèm theo mặt nạ để cùng bán. Mãnh ca chỉ cần tổ chức một buổi họp báo là được. Họp báo? Công tử, bộ quần áo bó sát người và quần định hình này có hơi phản cảm không? Không sao, để ta xem thử đã. Nếu có chỗ nào không phù hợp ta sẽ sửa lại. Vâng. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tử Du, dáng người của cô thật đẹp. Công tử đừng nhìn ta như vậy. Tử Du, cô thật xinh đẹp. Ta muốn may cho cô bộ quần áo đẹp nhất thế gian. Công tử, vị quân gia này nói có việc tìm ngài. Bẩm tham quân đại nhân, ngự sử đại nhân đã đến, hiện đang ở ngự sử nha môn. Bái kiến ngự sử đại nhân. Lữ đại nhân không cần đa lễ, mau đến bái kiến hai vị hoàng tử. Bái kiến hai vị hoàng tử. Người chính là Lữ Nhất. Ta đã xem bài văn của ngươi, viết cũng tầm thường thôi. Thật không hiểu sao phụ hoàng lại cho ngươi làm quan.
Bẩm hai vị điện hạ, ngự sử đại nhân này lạm dụng chức quyền, đánh đập con trai của ta một trận. Xin hai vị hoàng tử và ngự sử đại nhân xét xử dùm hạ quan. Hai hoàng tử này chạy đến Vân Thành làm gì? Chi phủ này thật biết chọn làm ăn, thấy hoàng tử kia không ưa ta, hắn lập tức đi tố cáo. Lại còn có chuyện này nữa cơ à? Lữ Nhất, người có biết tội không? Tên này vừa đến đã nhắm vào ta, nếu ta xử lý không khéo, sợ là sẽ gây họa lớn đây. Bẩm nhị điện hạ, hạ quan vô tội, nguyên do trượng trách con trai của chi phủ, là vì hắn khinh thường quyền vi hoàng đế. Người nói bậy, sao ta lại khinh thường quyền vi hoàng đế? Lữ Nhất, nếu hôm nay người không giải thích được nguyên do, thì đừng trách bản hoàng tử nghiêm trị người. Xin hỏi nhị điện hạ, quan viên triều đình do ai bổ nhiệm? Tất nhiên là do bệ hạ bổ nhiệm. Nếu là do bệ hạ bổ nhiệm, vậy quan viên có phải đại diện cho triều đình không? Triều đình do ai nắm quyền? Đó là thánh thượng. Hôm đó con trai của chi phủ nhục mạ ta, cũng tức là nhục mạ triều đình. Nhục mạ triều đình chẳng phải là nhục mạ thánh thượng sao? Ta nói hắn khinh thường quyền uy hoàng đế là sai sao? Xin điện hạ hiểu cho, con trai thần tuyệt đối không nói như vậy. Lữ Nhất, ngươi đừng nói bậy nữa, coi chừng ta không khách khí với ngươi. Mọi người đều thấy rồi đấy, ta là án sát sứ Vân Thành. Chức vị còn cao hơn cả chi phủ. Hắn ngay cả ta là thượng quan cũng không kính trọng, con trai hắn tất nhiên cũng sẽ không tôn trọng triều đình. Hạ quan không có ý này. Hạ quan, ngươi không cần căng thẳng như vậy, ngươi lui xuống trước đi. Nhị đệ, phụ hoàng phái chúng ta đến Vân Thành là có việc lớn phải làm, đệ đừng gây thêm rắc rối nữa. Bẩm điện hạ, tướng sĩ ở Hồ Quân than phiền chất lượng quân phục quá kém, tướng sĩ đều rất bất mãn. Có chuyện này sao? Việc trong quân do đồ ngự tham quân quản lý. Lữ đại nhân, ta cho ngươi 5 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu không ta sẽ trị tội ngươi. Không cần 5 ngày đâu, 3 ngày là đủ rồi. 3 ngày, Lý đại nhân, quân hộ vệ có 1.000 người, một người cần 2 bộ, tính ra phải may 2.000 bộ. Lữ đại nhân, trước mặt điện hạ không thể nói vậy. Nếu trong 3 ngày ngươi không thể hoàn thành thì sao? Ngươi dám lập quân lệnh trạng không? Có gì mà không dám? Nếu trong 3 ngày không bay được 2.000 bộ quân trang, thì xin điện hạ lấy đầu của hạ quan. Nhưng nếu hạ quan có thể hoàn thành việc này, thì xin hai vị điện hạ đáp ứng cho hạ quan một việc. Ngươi dám ra điều kiện với ta sao? Không dám gọi là điều kiện, chỉ xem như là phần thưởng của điện hạ dành cho ta thôi. Nếu ta có thể hoàn thành việc này, thì xin hai vị điện hạ tham gia buổi họp báo của ta. Họp báo? Chỉ là quảng bá vài thứ thôi. Được, vậy quyết định như thế. Mang giấy bút tới. Nhị đệ, đại nhân này do phụ hoàng đích thân phụ trách phối hợp với chúng ta. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, sợ là khó có thể bàn giao cho phụ hoàng. Đại ca, đây là do chính hắn yêu cầu, ta có ép hắn đâu. Lữ Nhất à, người quá nóng vội rồi. Đại nhân không cần lo lắng, chỉ là 2.000 bộ quân trang thôi mà. Ta làm được. Chỉ là có một việc ta muốn hỏi đại nhân, nhị hoàng tử vì sao lại nhắm vào ta như vậy? Bài văn người viết trước đây thật là kinh thế hãi tục, khiến triều dạ chấn động, thánh thượng hết sức tán thưởng. Chức vị trên người ngươi vốn dĩ nhị hoàng tử đã sắp đặt sẵn rồi, nhưng ngươi lại xuất hiện đột một cướp mất, nhị hoàng tử sao có thể không hận cho được? Ra là vậy. Hóa ra là do mình cướp mất thứ nhị hoàng tử thích, hắn cũng chỉ vào thân phận hoàng tử thôi, nếu không thì đã bị xử tử rồi. Đại nhân, bệ hạ phái hai vị điện hạ đến Vân Thành, sợ là có đại sự gì đó.
Đúng vậy, ngươi của là thông minh. Lần này hai vị điện hạ thân lâm là để đàm phán hòa bình với Tây Khương. Hiện nay Tây Khương đã đồn trú ở ngoài quan này, chuẩn bị tấn công đại hạ ta. Bài văn người viết trước đây có kế sách phòng địch, nên thánh thượng ra lệnh ngươi hỗ trợ hai vị điện hạ. 10 ngày nữa sứ giả Tây Khương sẽ đến Vân Thành. Thì ra là đàm phán với Tây Khương, nếu việc này không làm tốt, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ ra tay ác độc với mình. Nhưng sao lại chọn Vân Thành để đàm phán nhỉ? Tam Nhi, ngươi đem bản thiết kế và quần áo này đến ngân hàng, bảo Mãnh Ca may 5.000 bộ theo kiểu này. Tiện thể hỏi xem hắn chuẩn bị họp báo thế nào rồi, công tử lại thiết kế quần áo mới à? Trông thật oai hùng. Đương nhiên rồi, bộ quân trang này là ta thiết kế theo kiểu quân đội thế kỷ 21, tất nhiên là oai hùng bá khí, đến lúc đó cũng may cho người một bộ, mặc vào chắc chắn sẽ phong độ anh tuấn. Lữ Nhất, 3 ngày đã đến, 5.000 bộ quân trang của ngươi đã hoàn thành chưa? Bẩm nhị điện hạ, đã hoàn thành, hơn nữa đã giao đến doanh trại rồi. Hoàn thành rồi. Không thể nào. Chắc chắn cũng tệ như lô trước, chất lượng cực kém. Hai vị điện hạ xin xem, đây chính là bộ quân trang do hạ quan thiết kế. Không chỉ chắc chắn, mà còn đẹp mắt oai hùng. Lữ đại nhân, ngươi tự ý thay đổi kiểu dáng quân phục, đây có thể coi là tội nặng đấy. Nhị đệ, đội hộ vệ này không phải quân chính quy, mặc trang phục khác cũng được mà. Chẳng lẽ đệ quên rồi sao? Nhưng thế thì sao, ta hỏi ngươi, ngươi chỉ là một tiểu quan vô phẩm, ngạch bổng không quá 20 lượng. 5.000 bộ quân trang, tiền này ngươi lấy từ đâu ra? Chắc chắn là do tham ông mà có. Hắn chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết thôi. Đại nhân, hạ quan vừa mới nhậm chức, làm sao có thể tham ông nhiều bạc đến thế? Lại nữa, hạ quan cũng chẳng cần phải tham ông. Nói nghe hay hơn cả hát. Ngươi lấy gì để chứng minh? Hạ quan có ngân hàng, mỗi ngày thu lợi hàng nghìn lượng, thần cũng không cần phải tham ông. Này nhị đệ, trước khi ta đến Vân Thành, đã nghe nói nơi này có một ngân hàng rất lợi hại, không ngờ là do ngươi mở. Chính là do hạ quan. Thật không dám giấu, tiền may quân trang này cũng do chính hạ quan bỏ ra, không dùng đến ngân lượng của triều đình. Được rồi nhị đệ, ta thấy đệ đừng nên vì chuyện nhỏ mà để bụng với Lữ đại nhân nữa. Lữ đại nhân là nhân tài hiếm có. Lữ đại nhân, buổi họp báo của ngươi bắt đầu khi nào vậy? Đến lúc đó ta và nhị đệ nhất định sẽ đến ủng hộ trước. Ngày mai, đến lúc đó kính mời hai vị điện hạ. Này nhị đệ. Lữ đại nhân, nhị hoàng tử là người nóng tính thiếu kiên nhẫn, hôm nay không trị được người, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở, hạ quan sẽ cẩn thận. Nhân tài trụ cột như vậy, sau này ta nhất định không để nhị hoàng tử hãm hại. Lữ đại nhân, rốt cuộc buổi họp báo của ngài bắt đầu khi nào vậy? Bây giờ bắt đầu luôn. Tử Du. Cái này gọi là mặt nạ, có thể làm cho da mặt trở nên mịn màng mềm mại. Cái này là kem dưỡng da và mặt nạ bột đắp, nhưng là bôi lên cơ thể. Mọi người hãy tưởng tượng xem, nếu dùng hai thứ này lên người đương tử của các vị, sẽ có hiệu quả như thế nào. Lữ Nhất, lợi dụng danh nghĩa của ta và đại ca để mưu lợi cho bản thân. Tâm địa đáng giết. Nhị đệ, Lữ đại nhân đừng bận tâm, bản hoàng tử ủng hộ. Hai vị hoàng tử cũng đến rồi, xem ra chuyện này của thật không đơn giản. Các vị cũng đã thấy lợi ích của mấy thứ này rồi. Nhưng mọi người đừng nghĩ rằng ta muốn bán những thứ này cho các vị.
Lý do ta mời các vị đến đây là vì đã chú ý đến đầu óc kinh doanh của mọi người. Bây giờ ta chính thức tuyển nhận đại lý, sẽ giao hàng cho các vị đại lý bán hộ. Nhưng trước hết không cần trả tiền, đến khi các vị kiếm được bạc rồi chúng ta sẽ tính sau. Ta cũng muốn. Để lại cho ta một ít nào, cho ta hai phần. Ta muốn hai phần. Này, cái mặt nạ này ta cũng muốn. Những thứ này chúng ta đã bỏ vốn không ít, mà lại cho họ cứ thế. Hơn nữa nhị hoàng tử họ. Mãnh ca không cần lo, đến lúc họ kiếm được bạc sẽ điên cuồng nhập hàng. Lúc đó chúng ta có thể thu phí đại lý. Tuy nhị hoàng tử có uy hiếp với bách tính, nhưng trước lợi ích khổng lồ, mấy lời uy hiếp của hắn chẳng là gì với chúng ta cả. Lữ đại nhân của thật là thiên tài, lại có thể chế tạo ra thứ tốt đẹp như vậy. Lữ đại nhân, ta muốn thu nạp người dưới trướng, không biết người có bằng lòng không? Nhị hoàng tử đã đắc tội, đại hoàng tử đã lôi kéo ta, nếu không đồng ý thì sẽ đắc tội luôn cả đại hoàng tử, như vậy không ổn. Lữ Bỗ Nguyện vì đại điện hạ tận tụy làm việc, dù phải xông pha lửa nước cũng không từ. Từ nay ta lại có thêm một vị đại tướng dưới trướng, chỉ cần Lữ đại nhân thành tâm quy thuận ta, ta cũng sẽ chân thành đối đãi với người. Vương Mãnh, người theo ta đến đây. Đại hoàng tử lại quen biết với Vương Mãnh, vậy cũng có nghĩa là Vương Mãnh là người của đại hoàng tử. Người có biết ta gọi người đến đây có việc gì không? Hạ quan không biết, xin điện hạ chỉ bảo. Tên lưỡi nhất đó đánh con trai người thảm như vậy, chẳng lẽ người không muốn trị hắn một trận sao? Nói thật với ngươi, ta cũng rất bực tên lưỡi nhất này, chắc người cũng thấy rồi. Ta muốn người nghĩ cách. Muốn trị tên lưỡi nhất cũng không khó, trong nhà lao của phủ nha đang giam mấy tên cướp sông. Tốt, cứ làm theo lời người nói. Sau khi thành công, ta sẽ không bạc đãi người đâu. Đa tạ điện hạ nâng đỡ. Không ngờ Mãnh ca lại là người của đại hoàng tử, vậy đến Vân Thành làm gì? Lữ công tử, không phải Mãnh ca cố tình giấu giếm, chỉ là có một số chuyện không tiện nói, ta cũng khuyên ngươi đừng hỏi, nếu không sẽ mang họa vào thân. Được. Tên ăn mày kia, sao dám đâm vào ta? Lại dám đâm vào ta, đánh chết nó. Dừng tay, ai cho phép các người đánh người, là thứ gì vậy, dám xen vào chuyện của Gia Gia à? Đợi đó cho ta. Bà lão, bà không sao chứ? Quan nhân, lão thần không sao. Nếu không phải đánh rơi tiền bạc, ta cũng đã không ra nông nỗi này. Bà lão, đây là 10 lạng bạc, bà cầm lấy, đừng làm rơi nữa nhé. Ngài thật là một đại thiện nhân mà. Bà lão không cần phải quỳ. Đa tạ. Công tử không xong rồi, quan phủ đến rồi, nói ngài tối qua lẻn vào nhà dân cưỡng dâm thiếu nữ, họ muốn bắt ngài. Lữ đại nhân, chúng ta nhận lệnh bắt ngài, tốt nhất ngài nên hợp tác. Đi thôi, đừng khách khí, ai dám động đến công tử nhà ta, to gan thật, ngươi. Lữ đại nhân kia, hôm nay nếu ngươi không đi theo chúng ta, chỉ tội chống lệnh này thôi, cũng đủ để chặt đầu ngươi rồi. Họ đã đến bắt ta, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn. Được, ta đi với các người. Công tử, ngài tuyệt đối không thể đi với họ, đây rõ ràng là âm mưu hãm hại của tên tri phủ. Đúng vậy, công tử, nếu vào trong phủ nha chắc chắn sẽ không ra được nữa. Xét xử lữ đại nhân không phải ở phủ nha, mà là ở ngự sự đài. Nếu không tin thì các người có thể đi theo. Các người yên tâm đi. Đi thôi. Lữ nhất, người có biết tội không?
Nhị hoàng tử và tên họ Hạ muốn âm mưu hại ta. Nếu thật sự ta có tội, thì ta sẽ trực tiếp bắn chết hắn luôn. Tệ lắm thì sau này đi lang thang vậy. Hay lắm Lữ Nhất, còn dám chối tội, người có nhận ra hắn không? Không nhận ra. Không nhận ra, nhưng hắn nhận ra ngươi, Đồng Kỳ Lân, ngươi nói xem người này là ai? Bẩm điện hạ, hắn là Lữ Nhất, hiện là giám sát ngự sử quân Giang Nam, án sát sứ Vân Thành. Tối qua hắn đến nhà tù của phủ nha, lén thả ta ra ngoài, nói là hắn thích một nữ tử nào đó, muốn ta giúp hắn chiếm đoạt người ta. Khi đó Lữ đại nhân nói với ta, nếu ta không làm theo lời hắn, hắn sẽ khiến ta sống không bằng chết. Còn ngầm hại mẹ ta, tiểu nhân thực sự bó tay. Đành phải cùng hắn đến nhà người ta, giúp Lữ đại nhân khống chế gia nhân của nữ tử đó. Sau đó Lữ đại nhân đã hành sự, tiểu nhân chỉ bị ép buộc, xin điện hạ minh giám. Thật không ngờ, đường đường là giám sát ngự sử quân Giang Nam, án sát sứ Vân Thành lại làm chuyện tày trời như vậy. Lữ Nhất, người có biết tội không? Nhị đệ, đây chỉ là lời một phía của Đồng Kỳ Lân, hắn vốn là đại đạo trên giang hồ, lời nói không đáng tin. Lời đại hoàng tử nói rất đúng, vụ án này phải xét xử thận trọng. Nếu không có chứng cứ xác thực, ta sao dám bắt hắn đến đây chứ? Mời chứng nhân lên. Lão Hồ Lô bái kiến các vị đại nhân. Hồ Lô, sao ngươi lại đến đây giữa đêm khuya thế này? Thần đến ngự sử đài là để tố cáo án sát sư Lữ Nhất. Hắn cùng tên cướp biển Đồng Kỳ Lân xông vào nhà ta, giam lỏng chúng ta, sau đó Lữ Nhất làm nhục con gái ta. Đại ca, vở kịch các người diễn hay thật đấy, nhưng muốn vu oan cho ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Vậy sao con gái ngươi không đến? Thưa đại nhân, hiện giờ con gái ta chỉ một lòng muốn chết, làm sao còn có thể đến đây? Cầu đại nhân giết Lữ Nhất, báo thù cho con gái thần. Đại ca, việc này còn cần hỏi nữa sao? Các người nói xong rồi à? Có phải đến lượt ta nói không? Đồ súc sinh, ngươi còn có gì để nói nữa chứ? Tất nhiên là có. Không thể chỉ dựa vào lời của hai người này mà kết tội ta được. Hồ Lô, nhà ngươi có mấy nhân khẩu? Ở đâu? Con gái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta đến nhà ngươi vào lúc nào? Đừng nghĩ trả lời ngay được. Lữ Nhất, có vẻ như ngươi không phân biệt được tình hình rồi. Chỉ có ta và đại ca mới có tư cách hỏi người khác. Việc này liên quan đến thể diện triều đình, Lữ Nhất đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Nhà ta ở phía Nam Thành, ngoài vợ chồng ra còn có hai con gái. Đứa bị làm nhục là con gái út của ta, năm nay 16 tuổi. Người xông vào nhà ta vào đúng giờ này tối qua. Năm câu nói này xui tai quá, rõ ràng là đã bàn bạc trước rồi. Con gái ngươi có ở đó không? Đúng, lúc đó ta đã vào nhà ngươi như thế nào? Nếu con gái ngươi đang chờ gà, vậy thì tìm một bà đỡ kiểm tra sẽ biết con gái ngươi có việc gì hay không. Còn nữa, ngươi nói ta xông vào nhà ngươi, vậy hàng xóm xung quanh chắc chắn sẽ biết, chi bằng gọi họ ra, hỏi xem có nghe thấy tiếng động gì không. Con gái ngươi cũng cần đến đây, ta muốn đối chất tại chỗ. To gan, Lữ Nhất, con gái của Hồ Lô đã bị ngươi làm nhục, còn mặt mũi nào mà đến đây? Ngươi thậm chí còn nói được những lời như vậy, đúng là súc sinh. Người đâu, trước hết phạt tên súc sinh này 50 trượng, xem hắn có nhận tội không. Đánh 50 trượng, tên này đúng là muốn mạng giả của ta rồi. Nhị đệ, đệ làm gì vậy? Lữ đại nhân yêu cầu đối chất tại chỗ với nạn nhân, điều này cũng hợp lý thôi. Tuy danh dự của nữ tử sẽ bị tổn hại, nhưng vì vụ án nên cũng chỉ có thể như vậy. Đệ không những không đồng ý đề nghị của Lữ đại nhân, còn muốn đánh đòn, rõ ràng là muốn ép cung mà. Lời đại hoàng tử nói rất đúng. Vụ án như vậy nhất định phải làm rõ, ta đồng ý với đại hoàng tử. Phùng đại nhân, ngài định can thiệp vào chuyện của hoàng tử chúng ta sao? Nhị đệ, không cần lấy thân phận hoàng tử ra dọa Phùng đại nhân. Cả triều ai mà không biết Phùng đại nhân một lòng vì dân, chưa từng tư thù. Bẩm hai vị điện hạ, bên ngoài nha môn có người kêu oan. Không thấy chúng ta đang xét xử à? Bảo người kêu oan cút đi. Khoan đã, nhị hoàng tử không thể như vậy được. Dân chúng kêu oan, gặp việc không công bằng thì nên thụ lý. Đúng vậy nhị đệ, đệ không thể vì một vụ án này mà không quan tâm đến sinh tử của bá tánh.
Hoàn quá. Mẹ ơi, con ơi. Lão Thái Thái, bà đến ngự sử đài là vì việc gì? Bà lão này lại là mẹ của Đồng Kỳ Lân, thật trùng hợp quá. Bẩm đại nhân, ta đến đây để minh oan cho con trai ta. Nó không phải tướng cướp đâu, xin đại nhân minh giám. Nói bậy, con trai người rõ ràng là tướng cướp mà. Mới ngày hôm qua, hắn còn cùng Lưỡi Nhất đột nhập vào nhà người ta, hiếp dâm nữ tử trong đó. May mà nó biết quay đầu, tố cáo Lưỡi Nhất, nếu không người đã bị xử tử rồi. Kỳ Lân, con có làm chuyện mất hết nhân tính như thế không? Kỳ Lân, con có biết mẹ đã phải vất vả thế nào để từ nông thôn đến đây không? Là nhờ ăn xin mà đến được, sau khi vào được Vân Thành còn bị mấy người đánh. Chính vị quan nhân này đã cứu ta, còn cho ta 10 lạng bạc làm tiền ăn. Nếu không có vị quan nhân này, ta đã bị người ta đánh chết rồi, làm sao còn có thể gặp mẹ nữa? Mẹ không tin con có thể làm chuyện như vậy, càng không tin vị quan nhân này là người như thế, vì ngài là ân nhân của mẹ, cũng là ân nhân của con. Con không thể lấy oán báo ân được. Toàn là nói bậy, đuổi bà lão này ra ngoài cho ta. Nhi đệ, sao đệ lại hành động như thế? Những chuyện có lợi cho Lữ đại nhân đều phải xóa bỏ sao? Chẳng lẽ đệ biết Lữ đại nhân bị oan? Không ngờ, cái thứ tự xưng là săn sóc dân chúng như đệ cũng chẳng khác gì cầm thú. Quả nhiên là ở hiền gặp lành. Mẹ ơi, con không biết Lữ đại nhân là ân nhân của nhà ta. Con bị Hạ Kiến Dụ uy hiếp nên mới vu cáo Lữ đại nhân. Nếu con không làm theo lời hắn, thì hắn sẽ không tha cho con. Hắn không chỉ sẽ lấy mạng con, còn sẽ hại cả đến mẹ. Im miệng, Đồng Kỳ Lân, ngươi đừng có nói bậy ở đây, coi chừng ta lấy mạng ngươi. Hạ Kiến Dụ, ngươi lấy quyền gì mà lớn giọng thế hả? Hóa ra tất cả là do ngươi sắp đặt. Đại Điện Hạ, việc này không phải do hạ quan làm. Lời nói của một tên cướp sông không đáng tin. Nhị Điện Hạ, lúc trước Đồng Kỳ Lân tố cáo ta, ngài tin lời hắn nói. Giờ Đồng Kỳ Lân đổi giọng, sao ngài lại không tin? Hạ đại nhân, con trai người bị ta đánh, người căm hận trong lòng. Ta có thể hiểu được người đau lòng con trai. Nhưng người lại liên tục vu hại ta. Trước đó là ở lầu Bách Hoa, người sai mấy tên sát thủ giết ta không thành, lại nghĩ ra âm mưu này, thật đáng chết. Tự ý thả tù nhân, vu cáo thượng cấp, điện hạ nên xử trí Hạ Chi Phủ để cảnh cáo tất cả người khác. Ta thấy có thể kết tội rồi. Đại Điện Hạ, việc này không phải do hạ quan làm, tất cả là do Nhị Điện Hạ. Hạ Chi Phủ im miệng, chuyện của mình đừng đổ lên đầu nhị hoàng tử. Bẩm đại nhân, Kỳ Lân cũng bị Hạ Chi Phủ ép buộc, mong đại nhân ban ơn tha thứ. Không ngờ Hạ Chi Phủ lại làm chuyện đốn mặt như vậy, là kẻ bị vòng luân hồi chối bỏ. Người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh 100 trượng cho ta. Điện hạ tha mạng, điện hạ. Bẩm điện hạ, Hạ Chi Phủ đã bị đánh chết rồi. Chết là đáng lắm. Dám vu cáo Lữ đại nhân, tên hồ lô này cũng là một kẻ có tội. Nhưng chắc là bị Hạ Chi Phủ uy hiếp nên mới như vậy. Vậy thì đánh 30 trượng thôi. Oan uổng quá đại nhân. Bẩm điện hạ, Đồng Kỳ Lân bị Hạ Chi Phủ bức ép, nhưng hắn đã biết quay đầu, xin miễn cho hắn khỏi xử phạt. Nếu Lữ đại nhân không truy cứu, vậy thì thôi vậy. Lữ đại nhân, lần này bản hoàng tử bị Hạ Chi Phủ lừa gạt, lại còn làm ngươi mang tiếng oan. Nhưng cũng coi như là thử thách ngươi. Đợi sứ thần Tây Khương quốc đến, ngươi phải biểu hiện cho tốt, đến lúc đó ta sẽ ca ngợi ngươi trước mặt phụ hoàng. Thử thách cái con khỉ. Rõ ràng ngươi muốn hại chết ta chia đồ quỷ mới tin ngươi sẽ nói tốt cho ta. Chuyện đã qua rồi, sau này không cần nhắc lại nữa. Đồng Kỳ Lân, ngươi vốn là hiệp khách giang hồ, tất nhiên võ công cao cường, vậy ngươi có muốn làm hộ vệ cho ta không?
Đại nhân đối xử tốt với mẹ ta, lại không truy cứu lỗi lầm của ta. Kỳ Lân nguyện vì đại nhân xông pha lừa nước, dù chết cũng không từ. Sứ thần hôm nay đến đây là có việc gì vậy? Ta là đại biểu của Tây Khương Quốc, đến để chiêu hàng các người đại hạ. To gan, đại hạ ta há lại chịu làm nô lệ cho vương quốc khác. Hiện nay Tây Khương Quốc ta đã triển khai 50 vạn quân ở ngoài quan ải. Nếu như các người không nghe lời, thì quân đội chúng ta sẽ phi ngựa vào Trung Nguyên, san bằng đại hạ quốc các người. Nếu các người thật có năng lực tấn công vào quan nội, thì còn đến nói chuyện với chúng ta làm gì? Trực tiếp đánh vào thì được chứ gì? 50 vạn quân thì sao? Theo ta thấy thì các người nhiều lắm cũng chỉ có 5 vạn người. Mãn tộc sa mạc các người có tư cách gì mà nói bừa ở đây? To gan, ngươi là thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Hai vị hoàng tử, chẳng lẽ các người để mặc cho thuộc hạ nói lung tung sao? Lữ Nhất, ngươi to gan lắm, sứ giả có thân phận tôn quý, đây đâu phải chỗ để ngươi nói chuyện. Điện hạ, thánh thượng ra lệnh ta phụ trợ đàm phán, chẳng lẽ để ta một lời không nói sao? Với lại vì sao nhị điện hạ lại đứng về phía mãn tộc, chẳng lẽ điện hạ có thông đồng với chúng? Lữ đại nhân nói rất đúng. Nói bậy, sao ta lại thông đồng với chúng? Lữ Nhất, ngươi đừng có nói bậy. Thôi được rồi, lần này ta đến đây, không phải để tranh cãi với tên quan nhỏ này, mà là muốn đấu với các người đại hạ. Không biết hai vị điện hạ có dám nhận lời không? Ngươi muốn đấu cái gì? Thiên văn, địa lý, quốc văn, trị vũ, võ công, đều nằm trong tầm tay của ta. Nếu vậy thì chúng ta so tài văn trước, rồi so tài võ. Tất nhiên, nếu hai vị điện hạ không dám ra trận thì cũng chẳng sao cả. Sứ thần đúng là càn rỡ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu là đánh cược, vậy thì phải có thưởng phạt. Nếu các người thắng, thì quân đội chúng ta sẽ rút về Tây Quốc. Nhưng nếu các người thua thì phải cắt ba thành biên cảnh cho chúng ta. Hóa ra các người nhắm vào biên cảnh của chúng ta. Được, chúng ta nhận lời. Nhị đệ, việc này cần phải tâu lên Phụ Hoàng. Đệ sao có thể tự ý quyết định? Phụ Hoàng đã phái chúng ta đến đây, thì mọi chuyện ở đây cứ để chúng ta xử lý là được. Nếu đến cả lời thách đấu cũng không dám nhận, chẳng phải sẽ bị Tây Quốc chế giễu sao? Nhị hoàng tử này rõ ràng có vấn đề, rất có thể hắn sẽ bán nước. Nhưng có ta là người từ thế kỷ 21 đến, Tây Quốc không dễ vượt qua cửa ải này đâu. Sứ thần Tây Quốc mang theo một nữ tử làm gì? Sợ là thân phận của đối phương không tầm thường. Nếu hai vị hoàng tử đồng ý rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ thi văn trước nhé. Phạm công tử mời vào. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lữ huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hóa ra là Phạm công tử, ngươi bao giờ thành người Tây Quốc vậy? Tại hạ vốn là người Trung Nguyên, chỉ là nhận lời Tây Quốc giúp họ so tài văn chương thôi. Lần trước ở lầu Bách Hoa ta thua dưới tay ngươi, lần này sợ là không may mắn như thế đâu. Không ngờ Phạm công tử lại làm hán gian, đây vừa là bi ai của đại hạ, lại cũng là may mắn của đại hạ. Nói bi ai là vì đại hạ gặp nhầm người, nói may mắn là vì ngươi sớm lộ diện. Nếu không sau này làm nội ứng cho Tây Quốc, sẽ có bao nhiêu bá tánh vô tội phải chịu tội ở dưới tay tiểu nhân gian thả các ngươi. Ngươi từng thấy ta làm hán gian bao giờ? Đừng xúc phạm ta. Ngươi không làm hán gian thì giúp người Tây Quốc làm gì? Ta ghét nhất loại nam nhân ngu xuẩn như ngươi. Nếu ta là ngươi thì ta đã tự nhận mình đi làm đàn bà rồi. Thôi được, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay mỗi người vì chủ của mình, nếu đến đây thì nhất định phải để Tây Quốc thắng. Ai trong các người ra đối chiến?
tên Phạm Hiểm này được gọi là đệ nhất tài tử Vân Thành, ngay cả ở kinh thành cũng có danh tiếng lẫy lừng. Ngay cả lão tử đây, sợ là cũng không phải đối thủ của hắn. Điện hạ, để hạ quan xuất trận là được, dù sao hắn cũng đến tìm ta trả thù mà. Lữ đại nhân văn tài xuất chúng, để ngươi đấu với hắn cũng thích hợp. Chỉ là việc này liên quan đến non sông Giang San đại hạ, nếu như ngươi thua, ta nhất định sẽ đoạt lấy đầu ngươi. Tên đến lúc này mà vẫn tính kế ta sao, nhưng sợ là ngươi sẽ thất vọng rồi. Nhị hoàng tử thật sự là mọi lúc mọi nơi đều muốn lấy mạng hạ quan sao? Nếu vậy hạ quan thắng, thì nhị hoàng tử định làm sao đây? To gan, dám đe dọa bản hoàng tử sao? Nhị đệ, sao ta thấy đệ như đang bênh vực phía Tây Quốc vậy? Đại ca đừng hiểu lầm, chỉ là việc này liên quan đến Giang Sơn đại hạ. Ta nói vậy, cũng là để Lữ đại nhân coi trọng việc này. Nếu vậy sao đệ không tự mình ra trận? Ta nhớ văn tài của đệ cũng không tồi mà. Lữ đại nhân cứ yên tâm thì đấu đi, nếu giữa chừng có vấn đề gì thì để ta gánh vác. Đa tạ đại điện hạ. Vị đại hoàng tử này cũng tính là hào hiệp. Đừng nói nhảm nữa. Hôm đó ta thua ngươi ở phần đối đối liễn, hôm nay ta đưa ra 3 cặp đối, nếu ngươi đối được 2 cặp thì coi như ta thua. Nghe cho kỹ đây, cặp đầu tiên là tọa Bắc Triều Nam Ngật Tây qua Bì Vãng Đông Phiêu. Đối đi. Cặp đối này khó quá, đây là đối về phương hướng. Nếu muốn thành công, thì nhất định cũng phải dùng phương hướng áp lên. Của thật khó đối. Lâu ngày không gặp, ta còn tưởng ngươi tiến bộ lắm, không ngờ chỉ được vậy thôi. Lữ nhất, nhìn ngươi là biết muốn kéo dài thời gian. Ta biết ngay mà, lần trước ở lầu Bách Hoa ngươi chỉ là mèo mù vơ ca rán, tình cờ đối được câu tuyệt đối của Tử Du cô nương, lần này xem ngươi chết kiểu gì. Lữ đại nhân đối không ra thì đừng cố, thà cứ trực tiếp nhận thua cho rồi. Cặp đối đơn giản thế này, Lữ mỗ căn bản không bận tâm. Nghe cho kỹ đây. Tư tiền tượng hậu độc tà truyền. Dạ vãn hiệu phiền thân ngọa miên. Ta xem nhiều phim cổ trang, đâu phải xem xuông. Hạ liên này hay hơn thượng liên nhiều. Người ăn dưa hấu, người ta đọc sách, cao thấp rõ ràng. Không ngờ ngươi đối được nhanh vậy. Vậy ngươi nghe cặp đối tiếp theo của ta. Nhất nhân thị nhân, lưỡng nhân thị tùng, tam nhân tòng chúng, đại chúng tòng nhất nhân. Nếu ngươi cũng đối được cặp này, thì Phạm Mỗ sẽ trực tiếp nhận thua. Cặp đối này ta hình như đã nghe ở đâu rồi. Cặp đối này chẳng phải là cặp đối treo ở giảng đường Học viện Văn học Kinh Thành sao? Đây là do viện trưởng đầu tiên của Học viện Văn học, lúc đó là Đại Nho Tần Tử Thanh sáng tác. Cặp đối này đã ra đời hơn 20 năm, đến giờ vẫn chưa ai đối được. Phạm công tử này thật vô liêm sỉ, lại còn lấy cặp đối tuyệt của Học viện Văn học ra, thật đáng giết mà. Lần này sợ là Lữ đại nhân không đối được rồi, nhưng cũng không sao, chỉ là từ hòa biến thành thua thôi. Vị Lữ đại nhân này sao không đối nữa, hay là đối không nổi đây? Vậy thì nhận thua luôn đi. Sứ thần Tây Quốc, dù cặp đối này Lữ đại nhân có đối không được, thì chúng ta cũng là hòa nhau thôi, sao lại thành thua được? Ở Tây Quốc chúng ta không có chuyện hòa đâu, chỉ cần đối không được một cặp là thua. Hóa ra Tây Quốc các người vô liêm sỉ như vậy. Đừng nói nhảm nữa, đối không được thì cắt 3 thành biên cảnh nhượng cho chúng ta, nếu không quân đội Tây Quốc của ta nhất định sẽ tiến vào Trung Nguyên. Nghe cho kỹ đây. Thượng câu vi lâu, hạ câu vi khẩu. Lao khổ đồng sinh hảo đáo lão. Lữ đại nhân của thực là nhân tài trụ cột. Các vị đại nho chỉ là đối thủ của ngài thôi. Đại hạ có nhân vật như vậy, thật may mắn cho xã tắc. Lữ đại nhân của nhiên siêu việt thời đại, đợi lần này trở về kinh thành, ta sẽ như thực tấu trình việc này. Lữ đại nhân tiền đồ vô lượng thật. Không, không thể nào. Làm sao ngươi có thể đối được cặp đối của Tần đại sư chứ? Ta biết rồi, người nhất định là đi chỗ khác sao chép về nên mới đối được. Cặp đối cấp bậc này cần gì phải sao chép chứ? Chỉ trong chớp mắt ta còn có thể đối thêm một cặp nữa. Nhất nhân thị đại, nhị nhân thị thiên, thiên đại nhân tình, nhân tình đại quá thiên.
Sứ thần Tây Quốc, trận đấu này ai thắng vậy? Đây chỉ mới là trận đầu tiên thôi, ít nhất phải đấu 3 trận thắng 2. Người có thể thắng được Phạm Công Tử, cũng tính là có chút bản lĩnh, nhưng đứng trước ta, ngươi chỉ là tên rác rưởi. Tiêu Công Tử của Nhiên là lãnh tụ văn đàn tương lai, thật có khí phách. Lãnh tụ văn đàn cái con khỉ, chỉ là lại thêm một tên hán gian mà thôi. Nếu đại hạ toàn những kẻ như ngươi, sao mà không diệt vong cho được? Tranh biện bằng miệng chẳng ích gì, vẫn nên so tài văn để phân cao thấp. Ta chờ xem, nếu ta đối không lại, ngươi muốn làm gì cũng được. Lời này là do ngươi nói đó, nếu ngươi đối không lại, thì tự chém mình nhé, dám không? Được, quyết định vậy đi. Nếu ta đối được thì ngươi cũng phải như vậy, được chứ? Ta đáp ứng ngươi. Thanh minh sắp đến, chúng ta lấy thanh minh làm đề tài. Làm một bài thơ ca ý cảnh cao hơn thì tính là người đó thắng. Nói về thanh minh, ông đây có thể đọc vanh vách mấy chục bài. Xem người chết kiểu gì. Kim Nhật Thành Minh Tiết, Viên Lâm Thịnh Thế Thiên, Thành Phòng Sĩ Liễu Nhữ, Tân Họa Khởi Trừ Yên, Độ Thảo Khai Tam Kính, Văn Trường Nhất Nhị Huyền, Kỳ Thời Năng Mệnh Giá, Đối Tiểu Lạc Hoa Tình. Thơ hay. Tiêu Công Tử đúng là tài tử đệ nhất kinh thành, ý cảnh của bài thơ này đã đến tận 9 tầng mây, không ai có thể vượt qua được. Tiêu Công Tử thực sự lợi hại, đọc thơ xuôi chảy, lại có ý cảnh cực cao, sợ là Lữ đại nhân khó mà là đối thủ của hắn. Đúng vậy, ngay cả bản điện hạ cũng không thể làm nên bài thơ tuyệt tác như thế này. Khó thắng quá rồi. Sao hả Lữ Công Tử, có đối được không? Nếu đối không ra thì quỳ xuống dập đầu trước ta, ta có thể cân nhắc chỉ chặt một chân của ngươi thôi. Mấy bài thơ văn nhỏ nhoi này, sao mà làm khó được ta? Ta đang nghĩ không biết dùng bài thơ nào để đáp lại ngươi đây. Có thể làm được một bài thơ hay như vậy, đã là ghê gớm lắm rồi. Vậy mà ngươi còn đang suy nghĩ dùng bài nào cơ đấy, thật là to gan quá mức. Lữ đại nhân nói khoác cũng thật là lợi hại, sợ là thiên hạ không ai là đối thủ của ngươi. Lâm Ngọa Sầu Xuân Tận, Khai Huyền Lãm Vật Hoa, Hốt Phùng Thanh Điều Sử, Yêu Nhập Xích Tùng Giang, Đan Lô Sơ Khai Hỏa, Tiên Đào Tránh Lạc Hoa, Đồng Ngôn Nhược Khả Xuất, Hà Tây Tối Lưu Hiệp. Hay, bài thơ này ý cảnh cực kỳ cao siêu, đặc biệt là câu Đồng Ngôn Nhược Khả Xuất, Hà Tây Tối Lưu Hiệp, thực sự đã chỉ ra sự thật của nhân sinh, khiến người ta bái phục. Lữ đại nhân đúng là tài tử đệ nhất thời nay, đáng gọi là trụ cột quốc gia. Chỉ là làm được một bài thơ mà thôi, dựa vào cái gì mà xứng đáng được gọi là tài tử đệ nhất thời nay? Ý cảnh của hai bài thơ này ngang ngửa nhau, nhiều lắm thì chúng ta chỉ hòa nhau thôi. Tiếp tục đi, ta đang chờ đây. Thanh Minh Lai Hướng Vọng, Sơn Lộ Chính Phương Hoa, Dương Liễu Tiền Phi Nhữ, Ngô Đồng Nhữ Phóng Hoa, Như Sinh Chi Hóa Thử, Hồng Doanh Chí Thiên Nhai, Dĩ Thì Phong Vân Diệp, Mệnh Sầu Vũ Cổ Sa. Bài thơ này lại càng cao minh hơn bài vừa nãy. Trước đó hắn dùng nhị huyền, lần này lại lấy thời tiết làm chuẩn, thực sự quá cao minh. Có gì ghê gớm đâu, cho dù ý cảnh của hắn có cao hơn nữa, thì Lữ đại nhân cũng đối lại được thôi. Đại ca, ta khuyên huynh đừng nên lạc quan như vậy. Chút nữa Lữ Nhất bị chặt tay chặt chân, huynh sẽ cười không nổi đâu.
Sao Hà Lữ đại công tử? Nếu người có thể làm ra bài thơ có ý cảnh tương đương với bài ta, thì coi như ta thua. Đến lúc đó ta sẽ dập đầu trước ngươi, rồi tự chặt tay chặt chân. Lữ đại nhân, làm không ra thì đừng cố gắng nữa, chủ động nhận thua đi. Bổn vương có thể làm chủ, chỉ chặt hai chân của ngươi thôi, chừa hai tay lại cho ngươi ăn cơm. Loại thơ mà trẻ con cũng biết làm này sao làm khó được ta. Thành Minh thời tiết vũ phân phân, Lộ Thượng Hành nhân dục đoạn hồn. Ta vẫn tự ra hà sứ hữu, Mục Đồng Giao chỉ hạnh hoa thôn. Ngươi làm cái thứ gì lộn xộn vậy, thơ vớ vẩn à? Quả nhiên ứng nghiệm câu nói của ngươi, ngay cả trẻ con cũng có thể làm ra. Tuy ta không hiểu mấy về thơ văn, nhưng bài thơ của ngươi chẳng có chút ý cảnh nào cả. Đây, đúng là rác trong đống rác. Không hiểu thì đừng lắm lời, để Tiêu công tử đánh giá đi. Bài thơ này so với bài của ta, quả thực kém hơn rất nhiều. Ta còn tưởng Tiêu công tử là người thẳng thắn, không ngờ cũng làm chuyện trái lòng như vậy. Chẳng trách, một tên hán gia như ngươi, sao có được khí phách của văn nhân đại hạ chúng ta? Ngươi chỉ trò ta làm gì? Bài thơ của ta, ý cảnh cao hơn bài của ngươi không biết bao nhiêu lần, thế mà ngươi lại trái lòng nói thua ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tiêu Khởi ngươi sợ là danh dự sẽ bị hủy hoại, bị vạn người chỉ trích. Bài thơ của ngươi, dùng thời tiết làm đề tài quả thực rất tài tình. Nhưng bài thơ của ta, lại hoàn mỹ thể hiện được tâm trạng của người ta vào dịp Thanh Minh, ngươi sao có thể so sánh với ta? Ta hiểu rồi. Bài thơ của Lữ đại nhân, nếu thể hiện trạng thái của người ta khi tế điện tổ tiên vào dịp Thanh Minh, nếu nói lên tâm trạng nặng nề của mọi người, chỉ có thể dùng rượu để giải sầu. Ta đã sống bao năm nay, cũng là lần đầu nghe thơ tài tình như vậy, tựa như thơ trên trời rơi xuống. Lữ đại nhân, xin hãy cho ta bái ngài làm thầy. Loại rác rưởi này cũng dám tự xưng là lãnh tụ văn đàn. Ngay cả người quét dọn nhà ta cũng làm thơ hay hơn hắn. Phùng đại nhân quá khen rồi, ta có tư cách gì mà làm thầy ngài chứ? Chúng ta hãy giải quyết chuyện trước mắt trước đã. Lữ đại nhân nói rất đúng. Sứ thần Tây Quốc, các ngươi còn người nào có thể ra đấu nữa không? Trung Nguyên chẳng phải có câu văn võ đệ nhất sao? Chúng ta đâu có thua hết. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi tìm đến hai người mà đều bị ta đánh bại, còn dám chối cãi, người Tây Quốc các ngươi đều như vậy à? Lữ đại nhân, ngươi dám sỉ nhục sứ thần Đại Tây Quốc ta. Ngươi có biết hành vi này của ngươi, chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Tây Quốc ta không? Dù ta có tuyên chiến với Đại Thanh Quốc các ngươi thì sao? Muốn tấn công đại hạ chúng ta, các người cứ việc thử xem. To gan, Lữ Nhất, người lấy đâu ra can đảm mà dám nói những lời này? Người có tư cách gì mà đại diện đại hạ tuyên chiến với Tây Quốc? Người phạm tội khi quân, người đâu, bắt hắn cho ta. Nhị điện hạ, ngài luôn binh vực Tây Quốc, gây khó dễ cho thần, sợ là ngài đã thông đồng với Tây Quốc, đạt thành hiệp ước gì rồi phải không? Nếu ta đoán không sai, ngài nhất định đã đồng ý cắt ba thành biên cảnh cho chúng, rồi chúng sẽ giúp ngài lên ngôi hoàng đế, có phải vậy không? Nói bậy, bản điện hạ sao lại làm chuyện như vậy? Nhị đệ, ta thấy lời Lữ đại nhân nói rất có lý. Ta sẽ như thực tâu trình việc này với phụ hoàng, xin người định đoạt. Dù trận này các người thắng, thì vẫn còn võ sĩ. Không biết Lữ đại nhân có dám so tài cao thấp với cao thủ Tây Quốc ta không? Bao nhiêu cũng được, cứ việc đến đây, ta nhất định sẽ đón nhận hết. Tiểu tử thật càn rỡ, dám coi thường cao thủ Tây Quốc ta, lát nữa người sẽ chết mà không biết tại sao đâu. Hạ Đông, lên đi. Đây lại là Hạ Đông, dũng sĩ đệ nhất Tây Quốc, hơn nữa còn có tam đại cao thủ Tây Quốc.
Tiểu Lữ đại nhân này của thực nguy hiểm. Đại điện hạ, 3 năm trước Tây Quốc phản công, Hạ Đông và tam đại cao thủ này, chỉ với lực lượng 10 người đã tàn sát hơn ngàn tinh binh của ta, mà ngàn người đó đều là tinh anh trong quân đội ta. Đại điện hạ, để bảo vệ Lữ đại nhân, chi bằng hủy bỏ đi thôi. Hai trận thi văn võ này là do ta đã nói trước. Nếu giờ ta hủy bỏ, thì mặt mũi đại hạ còn đâu? Các vị đại nhân, kẻ ta sẽ đấu chính là tiểu tử này à? Xem dáng vẻ hắn không giống dũng sĩ chút nào, ta mà ra tay với hắn, chẳng phải làm tổn hại danh tiếng dũng sĩ của ta sao? Hạ Đông, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi có biết Lữ đại nhân nhà ta là tuyệt thế cao thủ không? Loại người như ngươi, một mình hắn đánh được 10 tên. Hay lắm, cứu không được, giết không chết, cứ thêm dầu vào lửa. Rác rưởi. Ngươi dám nói ta là rác rưởi à? Ta không nhắm vào ngươi, mà là ta nói ngươi và ba tên cao thủ gì đó kia, tất cả các ngươi đều là rác rưởi. Các ngươi cùng lên đi, miễn cho ta phải thu xếp từng đứa, phiền phức chết đi được. Lữ đại nhân, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Lữ đại nhân chớ xem thường địch, những người này đều là cao thủ hàng đầu của Tây Quốc. Điện hạ cứ yên tâm, ta có thứ này, trong nháy mắt sẽ lấy mạng bọn chúng. Chỉ bằng cái thứ nhỏ này mà muốn đánh bại dũng sĩ đệ nhất Tây Quốc ta sao? Nói mà không biết ngượng mồm. Hai vị đại nhân, chi bằng để bọn họ đổi người khác đến đi, ta thực sự không muốn so tài với một tên khờ. Lữ đại nhân này, tự cao tự đại, nóng này, đây không phải chuyện tốt. Không xong rồi, Lữ đại nhân gặp nguy hiểm, ta nhất định phải nghĩ cách cứu hắn. Nếu các người quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì có thể tha cho các người. Nếu Lữ đại nhân muốn các người cùng lên, vậy thì hãy thỏa mãn hắn đi. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bọn ta là dũng sĩ đệ nhất Tây Quốc, sao lại bại trận? Làm sao có thể? Lữ nhất, người nhất định dùng thủ đoạn âm mưu quỷ kế gì đó, ám toán bọn ta. Lữ nhất, người đúng là tiểu nhân. Đây là vũ khí của ta, chỉ là các ngươi chưa từng thấy thôi. Sao bọn họ có thể cầm đao, mà ta lại không thể dùng vũ khí khác sao? Bố Lỗ Kỳ, ta biết người Tây Quốc các ngươi đều không muốn nể mặt. Thua rồi không chịu nhận. Không sao, ta có thể ép buộc các ngươi chấp nhận số mệnh. Lữ nhất to gan, người mà giết sứ thần Tây Quốc, ta nhất định sẽ giết người. Lữ đại nhân đừng đóng vội, dù sao đi nữa, hắn cũng là đại biểu của Tây Quốc, giết hắn sẽ rất phiền phức. Phiền phức gì chứ? Cùng lắm thì khai chiến với Tây Quốc, ta có loại vũ khí này trong tay, còn sợ gì bọn chúng nữa? Chúng ta xin thua. Chỉ cần nhận thua là xong sao, cũng phải trả một cái giá chứ. Bao gồm hạ lệnh cho quân đội Tây Quốc rút lui 300 dặm, và Tây Quốc không được tấn công đại hạ. Nộp 1.000 con ngựa, cùng 1.000 con bò nữa. Vậy thì quyết định như thế đi. Có thể đi được rồi. Hôm nay mệt rồi, đại ca, ta đi nghỉ trước đây. Lữ đại nhân không chỉ đánh bại Tây Quốc, mà khí thế, văn tài, võ công đều vô song. Lần này trở về kinh thành, ta nhất định sẽ tâu công trạng của ngươi với Phụ Hoàng. Đến lúc đó Phụ Hoàng chắc chắn sẽ trọng thưởng ngươi. Hạ quan đa tạ đại điện hạ. Sư phụ, xin nhận một lạy của đệ tử. Nếu Phùng đại nhân thành tâm như vậy, vậy ta nhận ngươi làm đệ tử. Bố Lỗ Kỳ, chuyện hôm nay của thực không thể trách ta được. Ai mà ngờ tên tiểu tử Lữ nhất lại lợi hại như vậy chứ?
Nhị điện hạ, ta biết ngài đã cố gắng hết sức. Nhưng nếu ba thành biên cảnh không về tay Tây quốc, thì đại Tây quốc chúng ta không thể giúp ngài lên ngôi vương được. Đều tại Lữ Nhất, tên tiểu tử đó, ta nhất định sẽ giết hắn. Bố Đỗ Kỳ đại nhân yên tâm, lệnh bài phòng ngự biên cảnh đang ở chỗ đại ca ta, tối nay ta sẽ lấy trộm đưa cho các người. Đến lúc đó các người cầm lệnh bài điều động binh lính của ba thành đi, thì ba thành trì đó sẽ là của các người. Điện hạ, sợ là đã không kịp nữa rồi. Nếu ta đoán không sai, tối qua sau khi ngài gặp nhị điện hạ thì lệnh bài đã không cánh mà bay rồi. Bố Đỗ Kỳ và những người khác không ngốc đến mức để chúng ta bắt được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, ngài chỉ có thể đuổi theo thôi. Bố Đỗ Kỳ trộm lệnh bài phòng ngự biên cảnh, chắc chắn là muốn điều động binh lính biên phòng. Tướng sĩ bên đó bị điều đi, thì đại quân Tây quốc có thể trực tiếp tiến vào Từ Vân Thành đến biên cảnh. Từ Vân Thành đến biên cảnh, dù là ngựa phi nước đại cũng phải mất 8 ngày, hơn nữa chỉ có hai con đường có thể đi, chúng ta lập tức phái binh đuổi theo. Nếu ta là bố Lỗ Kỳ, ta sẽ không mang theo lệnh bài đi bất cứ con đường nào. Ý ngài là sao? Rất đơn giản, bố Lỗ Kỳ biết giờ phút này hắn đang ở trong cảnh nội đại hạ, khắp nơi đều là người của chúng ta. Nếu mang lệnh bài trên người, mà bị người của chúng ta bắt được thì mạng cũng mất, của cũng mất. Đến lúc đó hắn sẽ xui xẻo lắm. Ý của Lữ đại nhân là bố Lỗ Kỳ sẽ giấu lệnh bài ở một nơi bí mật, hoặc đưa cho một người đáng tin cậy. Sau đó hắn sẽ đóng vai như mồi để dụ chúng ta đuổi theo, dùng cách này truyền lệnh bài đến biên cảnh. Nếu là ta sẽ dùng cách này. Hai vị đại nhân, mau nghĩ xem phải làm sao lấy lại lệnh bài đi. Nếu lệnh bài xảy ra chuyện, thì ta không chỉ không giữ nổi ngôi vị thái tử, mà còn có lỗi với bá tánh lê dân đại hạ. Nếu đại điện hạ trung thành như vậy, thì Lữ Nhất ta nhất định sẽ giúp ngài đuổi theo lấy lại lệnh bài phòng ngự biên cảnh. Bố Lỗ Kỳ nhất định sẽ đi đường quan đạo. Chúng ta làm thế này, phái một đội kỵ binh rầm rộ truy đuổi trên đường quan đạo. Rồi lại phái một đội người khác, ăn mặc như rơi, đi theo đường nhỏ. Bất luận thế nào, cũng phải đuổi theo lấy lại lệnh bài. Bẩm đại điện hạ, hai nhóm người phái đi đều đã quay về, bố Lỗ Kỳ và những người khác cũng đã bị bắt giải về, đem chúng lên đây. Vâng. Mau quỳ xuống. Đại điện hạ, ngài làm vậy là ý gì? Ta đã đồng ý cho đại quân Tây quốc rút lui 300 dặm và còn ngừng tấn công đại hạ các ngươi, nộp cả ngựa châu nữa, vậy mà ngài lại đối xử với ta như thế. Bố Lỗ Kỳ, ngươi đừng có giả vờ ngu ngốc. Lệnh bài phòng thủ biên cảnh đâu? Giao ra đây, có lẽ còn bảo toàn được mạng ngươi. Lữ đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, lệnh bài phòng thủ biên cảnh là cái gì? Ngươi tưởng nhị hoàng tử đưa lệnh bài cho ngươi, chúng ta không biết sao, nay nhị hoàng tử đã bị thất sủng. Nếu không giao ra, thì chịu đại hình tra tấn. Đại nhân, ta thật sự không biết ngài đang nói gì. Nếu các ngươi muốn vu oan giá họa cho ta, thì cứ việc ra tay đi. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ta là sứ giả Tây quốc, nếu các ngươi dám động thủ với ta, thì cũng như tuyên chiến với Tây quốc. Đến lúc đó quân đội Tây quốc sẽ tiến vào Trung Nguyên, tàn sát tất cả thành trì. Nhìn bộ dạng chắc nịch của ngươi, chắc hẳn đã giấu lệnh bài rất kín đáo. Chúng ta phái hai nhóm người, đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì, có lẽ suy nghĩ trước đây của chúng ta sai rồi. Chúng ta tưởng các ngươi mang lệnh bài đi, nhưng thực ra nó vẫn ở trong Vân Thành. Ta nhớ bên cạnh ngươi có hai tên thị vệ, không biết chúng có bị bắt không? Nếu chưa bị bắt, thì lệnh bài ở trên người chúng phải không? Điện hạ, hạ quan đề nghị lục soát Vân Thành, tìm kiếm hai tên thị tùng của bố Lỗ Kỳ, nhất là tên trông giống đàn bà kia, chắc chắn là tên lão già hoạn dâm loạn kia. Lôi hắn ra, có lẽ sẽ tìm được lệnh bài. Người nói bậy, sao lão phu lại có thể hoan lạc với nam nhân? Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, sao ngươi phản ứng dữ vậy? Sao, chẳng lẽ ngươi và hắn có quan hệ bất chính? Truyền lệnh, lục soát toàn thành. Phát hiện người khả nghi, lập tức bắt lại. Công tử đừng buồn bã nữa. Nếu lệnh bài tìm không về, sợ rằng quốc gia chúng ta sẽ gặp nguy mất. Tiểu nhị, mang rượu lên. Tiểu nhị đã về nhà rồi, để lão già này hầu hai vị khách quan vậy.
Trưởng quay, người kia là ai? Đây là con gái nhỏ của lão. Trưởng quay, để con gái ngươi tiếp ta uống rượu đi. Công tử sao được chứ? Ta chính là án sát sư Vân Thành. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ phóng hỏa đốt quán của ngươi. Nếu vậy, Ngọc Nhi, hãy tiếp rượu công tử một chén đi. Đại nhân xin đừng tức giận. Cha thiếp không hiểu chuyện, tiểu nữ thay ông ấy xin đại nhân tha lỗi. Của là giày sắt đạp nát cũng khó tìm, được đến nơi lại tốn bao công sức. Người mà cả thành tìm không ra, không ngờ lại ở đây. Còn cải trang thành dân đại hạ, thật khó mà phân biệt. Giờ cho đèn lồng che mắt thiên hạ, các người thật cao tay. Công tử, hắn chính là tên thị tùng của bố Lô Kỳ à? Đúng vậy. Ngươi chỉ là một quan nhỏ đại hạ, lại vô lễ với bản công chúa như vậy. Ngươi là công chúa Tây Quốc. Vậy thì chúng ta trúng mánh rồi. Công tử, trưởng quầy đã chạy mất rồi. Không sao, chúng ta có công chúa Tây Quốc này trong tay. Chỉ cần vậy là có thể thương lượng bất cứ điều kiện gì với Tây Quốc rồi. Không phụ kỳ vọng của đại hoàng tử, hạ quan đã đoạt lại được lệnh bài. Lữ đại nhân lấy lại lệnh bài, chính là đã cứu mạng ta rồi. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Người này là ai? Đây là công chúa Tây Quốc. Điện hạ, lần này bắt được cô ta, chúng ta có thể thương lượng tốt với Tây Quốc rồi. Ta lập tức tâu việc này lên phụ hoàng, xin ngài phong thưởng cho Lữ đại nhân. Công tử không xong rồi, có thích khách. Dừng lại. Tử Du. Tử Du, nàng không thể chết. Tam Nhi gọi đại phu mau. Công tử, ta theo công tử là có mục đích. Cả nhà Tân Phi U bị nhị hoàng tử hại chết. Ta muốn nhờ công tử báo thù. Nàng yên tâm, nhị hoàng tử ta nhất định sẽ xử lý. Nàng không được chết, ta còn phải cưới nàng, cả đời ở bên nàng. Ta còn phải may cho nàng một bộ váy cưới đẹp nhất. Ta muốn nàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này. Công tử, thiếp bị thương nặng, sợ là chữa không khỏi rồi. Nếu có kiếp sau, thiếp vẫn muốn hầu hạ chàng. Không đâu, không đâu, người đâu, người đâu. Công chúa, tất cả mọi việc ta đã an bài xong rồi. Các ngươi mau rời khỏi Vân Thành. Đa tạ nhị điện hạ đã cứu mạng. Xin điện hạ yên tâm, Tây Quốc chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đoạt lấy ngôi hoàng đế. Nhưng ngài phải xử lý tên lữ nhất cho tốt. Công chúa cứ yên tâm, dù cô không nói, ta cũng tuyệt đối không để hắn thoải mái đâu. Đêm qua cả công chúa Tây Quốc và bố Lỗ Kỳ đều đã được cứu đi. Ta đã hạ lệnh phong tỏa thành, chỉ là không biết kịp hay không. Chỉ sợ chúng đã rời khỏi Vân Thành từ sớm rồi. Đại điện hạ, đêm qua ta bị thích khách ám sát. Đây là tìm được trên người thích khách. Đây là ngọc bài của thị vệ nhị đệ. Đại điện hạ, việc này nên xử lý thế nào? Lữ đại nhân, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng dù sao nhị đệ cũng là người trong hoàng tộc. Người muốn động đến hắn, nhất định phải qua tay phụ hoàng. Vậy xin đại điện hạ giúp ta tìm nhị hoàng tử. Hắn làm tổn thương người ta yêu, thù này không đội trời chung. Qua mấy ngày điều trị, tính mạng của cô nương đã không nguy hiểm, nhưng muốn khỏi hẳn vẫn cần một khoảng thời gian. Đa tạ đại phu. Công tử, Mãnh ca phái người đến, nói có người khiêu chiến ngân hàng của chúng ta. Chăm sóc Tử Du cho tốt nhé. Vâng công tử. Các vị hương thân, ta là Tiêu Long. Chắc mọi người đều nhận ra ta, ta chính là chủ nhân của ngân hàng mới kia. Như mọi người đã biết, Lữ Nhất là con rể họ Tiêu nhà ta,
hơn nữa đã bị nhà Tiêu chúng ta ly hôn. Hôm nay ta dẫn theo kế toán của ngân hàng đến tỉ thí với hắn. Ai thua thì người đó phải đóng cửa ngân hàng. Không ngờ tên Tiêu Long này lại có thể trở lại. Lúc trước ta quá mềm lòng rồi. Đại ca, ta có thể tăng tiền cược không? Chỉ đóng cửa ngân hàng thì nhạt nhẽo quá. Chúng ta cá thêm 30 vạn lạng bạc nữa đi. Hơn nữa nếu Lữ Nhất thua thì phải chặt tay chặt chân. Chỉ là cuộc tỉ thí dân gian thôi mà, cần gì phải cá lớn vậy chứ? Đại ca, hôm nay chúng ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt, đừng nhúng tay vào. Sao hả Lữ Nhất, người dám nhận lời thách đấu của chúng ta không? Nếu không dám thì bây giờ đóng cửa ngân hàng của ngươi đi, rồi lấy ra 30 vạn lạng bạc. Ngoài ra, ngươi còn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi huynh muội chúng ta, nói ngươi là con chó bị chúng ta bỏ rơi, rồi bò ra khỏi đây, có lẽ ngươi sẽ không bị chặt tay chặt chân. Tiêu Long, Tiêu Nhu, lời cá cược này có đi cả hai chiều không? Tức là nếu ta thắng, thì các ngươi cũng phải đóng cửa ngân hàng, lấy ra 30 vạn lạng bạc, cộng thêm chặt tay chặt chân. Đương nhiên. Vậy ta thêm một điều kiện nữa. Người thua ngoài những điều trên, còn phải ăn phân, các ngươi dám nhận lời không? Nếu ngươi có sở thích đó, thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thật không biết trời cao đất dày, ba vị kế toán của ngân hàng chúng ta đều là mời từ kinh thành đến. Trong cả đại hạ, cũng không ai là đối thủ của họ. Nếu thế cuộc cá cược đã định, vậy ngươi cử người ra đi. Lữ công tử, ba người kia đều rất lợi hại, kế toán của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của họ. Mãnh ca cứ yên tâm, chúng ta không thể thua. Tiến sĩ khoa học tự nhiên như ta sao lại sợ toán? Nhi đệ, ta nghe nói đệ động dụng bạc trong ngân khố, chẳng phải ngân hàng đó là do đệ mở sao? Đại ca ơi, ta mở ngân hàng làm gì? Hôm nay ta đến đây cũng chỉ để xem náo nhiệt thôi. Bên ta do ta ra trận. Dựa vào cái gì, bản tính của ngươi đâu? Ta không cần bản tính, chỉ cần cái này là đủ rồi. Ý ngươi là dùng tâm toán à? Lữ đại nhân lại biết cả tâm toán, thật là lợi hại. Ta thấy hắn là đang nói khoác thôi, trên đời này ai mà so được với bản tính chứ? Lữ Nhất, ngươi là thứ gì ta hiểu rõ nhất? Đếm số còn chưa đến tới 100, mà còn định dùng tâm toán. Đây của là trò cười lớn nhất thiên hạ, thật không biết sống chết. Lát nữa sẽ bị chặt tay chặt chân, hơn nữa còn phải bò ra khỏi đây như chó, cộng thêm ăn phần nữa. Lữ Nhất, ta cũng hơi động tình với người đấy. Lữ đại nhân, ngài đúng là biết nói khoác, lại còn nói mình biết tâm toán. Ngài có biết không, tâm toán không phải cộng từng số một đâu, dù bao nhiêu số cộng trừ, cũng phải tính ra kết quả nhanh chóng. Theo ta được biết, người có bản lĩnh này trong đại hạ chỉ có nghệ nhân, đó là Thượng Thư Lại Bộ Đương Triều. Ông ta có thể nhanh chóng tính ra con số hàng nghìn, dù cho cộng trừ thế nào. Nhìn ngươi kìa, chắc cộng trừ 10 còn chưa xong, đừng nói chi đến vạn, hay trăm vạn nghìn vạn. Hàng nghìn tính làm gì? Dù là hơn vạn, thậm chí trăm vạn nghìn vạn ta cũng mặc kệ. Lữ đại nhân, nếu ngài không muốn tỉ thí, ta có thể giúp ngài hủy bỏ. Đại ca, việc tranh đấu giữa các ngân hàng là chuyện dân gian, chúng ta đừng can thiệp bừa. Giờ cung đã dương, không thể không bắn. Nếu Lữ đại nhân lúc này nhận thua, chắc là ngân hàng của hắn cũng không mở nổi nữa nhỉ. Xin đại hoàng tử yên tâm, bọn chúng không thể thắng được đâu. Ta thật sự rất mong chờ tâm toán của ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi nói bừa ra một con số, lúc đó thì mất mặt lắm đấy. Được, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng để thể hiện sự công bằng, đề bài sẽ do nhị điện hạ ra nhé. Chúng ta thi đấu 3 ván thắng 2. Vậy đề thứ nhất do ta ra, các người nghe cho kỹ đây. 23.500 cộng 35.392, rồi cộng thêm 126.103, trừ đi 2.806 bằng bao nhiêu? Đáp án là 182.189. Lữ đại nhân tính nhanh quá. Đây là đoán mò phải không? Đề nhị điện hạ ra không phải bình thường. Sao mà tính nhanh được như vậy?
Không thể nào. Người tư chất kém cỏi trong lĩnh vực này, sao lại tính nhanh được vậy? Nhất định là lưỡi nhất. Sớm biết nhị điện hạ sẽ ra đề gì nên đã tính trước rồi nhớ trong lòng. Nếu không với cái đầu óc hạt tiêu của hắn, sao có thể tính nhanh vậy được? Xem ra ta đã đoán đúng rồi. Nếu không các người đã chẳng có bộ dạng này. Tiêu Long, ngươi vừa nói ta biết nhị điện hạ ra đề gì. Ý của ngươi là ta và nhị hoàng tử thông đồng. Vừa nãy khi ta nói ra đáp án, sắc mặt của các ngươi đều khó coi như vậy. Rõ ràng là các ngươi đã biết đáp án từ trước. Ta đoán chính các ngươi mới là kẻ thông đồng. Lữ đại nhân đừng nói bậy, sao ta có thể biết trước đáp án được chứ? Lữ nhất, ngươi đừng vu khống người khác bừa bãi, nếu không đừng trách lão tử không khách khí với ngươi. Hoàng tử không phải thật sự thông đồng với Lữ nhất chứ? Nếu vậy thì chết mất. Bọn họ rõ ràng là một bọn, muốn hãm hại ngươi. Đừng nói bậy, người ta là hoàng tử đấy, ngươi muốn chết à? Đáp án của chúng ta đã ra, quả nhiên là 182.189. Không ngờ tâm toán của Lữ đại nhân lại lợi hại như vậy, chỉ trong chốc lát đã tính ra. Hơn nữa con số đã vượt quá 10 vạn, ngay cả lại bộ thượng thư cũng không phải đối thủ của hắn. Ván này Lữ đại nhân thắng. Đề thứ nhất là do nhị hoàng tử ra, vậy đề thứ hai nên do đại hoàng tử ra nhỉ? Ta không giỏi ra loại đề này lắm, vậy ta giao quyền ra đề cho các ngươi. Bẩm điện hạ, chúng ta đang tỉ thí với Lữ nhất, nếu đề này do hắn ra, sợ là sẽ không công bằng. Tầm toán của Lữ nhất lợi hại như vậy, nếu để hắn ra để chúng ta sợ là lại thua, lúc đó không chỉ chặt tay chặt chân mà còn mất mặt nữa. Điều này ta không chịu nổi. Ta thấy lời Tiêu Long nói rất có lý. Lữ nhất là bên bị thách đấu, hắn ra để chắc chắn sẽ thiên vị về mình. Thế này đi, đề thứ hai vẫn do ta ra. Nhị đệ hôm nay nhiệt tình nhỉ. Nhưng đệ vừa ra xong một đề rồi, đề này để ta ra đi. Ta đột nhiên nhớ ra, đề mà Phụ Hoàng dùng thử tài lại bộ thượng thư. Nghe nói có chuồng gà thỏ, trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Hỏi có mấy con gà mấy con thỏ. Đại ca, đây chính là đề Phụ Hoàng dùng thử tài từ thượng thư, giờ huynh lại ra cho bọn họ, chẳng phải là làm khó người ta sao? Ta chỉ phụ trách ra đề thôi, còn có đáp được hay không là vấn đề của họ. Các người có nửa khắc đồng hồ. Đề đại hoàng tử ra quá đơn giản, ta đã có đáp án rồi. Có 23 con gà và 12 con thỏ. Lữ đại nhân, đại ca ta vừa ra xong đề, người đã có đáp án ngay, ai mà tin chứ? Cho trẻ con này cần gì phải thông đồng? Đừng nói có 35 đầu 94 chân, cho dù là hàng trăm đầu hàng ngàn đầu hàng vạn chân, Lữ nhất ta cũng tính ra trong chớp mắt. Nếu các người không tin, cứ việc ra đề. Lữ đại nhân đúng là thiên tài, văn tài võ nghệ không ai sánh bằng. Ngay cả tâm toán cũng lợi hại như vậy. Đại ca, ván này không tính. Các người rõ ràng là đã thông đồng từ trước. Nhi đệ, chẳng lẽ đệ cũng thông đồng với chúng, muốn hại Lữ đại nhân sao? Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu, nhìn không ra. Hơn nữa vừa nãy đệ cũng nói rồi, chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện dân gian. Ngươi và ta chỉ phụ trách ra đề thôi. Tiêu Long, Tiêu Nhu, các người thua rồi. Theo lời cá cược, các người phải lấy ra 30 vạn lạng bạc, còn phải chặt tay chặt chân và đóng cửa ngân hàng của mình. Quan trọng nhất là các người phải đi ăn phân. Hai vị điện hạ đang ở đây, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng cái gì? Đây là ngân hàng của ta. Hơn nữa ta còn là đô ngự tham quân Giang Nam, kiêm án sát sứ Vân Thành. Kẻ quá đáng là các ngươi. Người đâu, đánh gãy chân tay hai tên này cho ta, rồi bắt chúng ăn phân. Lữ đại nhân, ngươi làm vậy hơi quá rồi. Có câu được tha thì nên tha, đâu cần náo loạn thành ra thế này. Nhị hoàng tử, ngươi và ta đều rất rõ, vì sao chuyện hôm nay lại xảy ra, giờ ngươi còn muốn ta tha cho chúng sao? Nếu ta thua, ngươi và chúng có tha cho ta không? To gan, chuyện này có liên quan gì đến bản thiên tử, ngươi dám vu khống hoàng tộc? Nhị điện hạ, huynh muội chúng ta đều nghe theo lời ngài đến gây phiền phức cho Lữ nhất, ngài không thể bỏ mặc chúng ta được. Đúng vậy nhị điện hạ, tất cả những chuyện này đều do ngài sắp đặt, giờ huynh muội ta lâm nạn, ngài phải cứu chúng ta chứ. Quả nhiên đúng như dự đoán. Nhi điện hạ, ngài còn gì để nói nữa không? Hai người đừng có vu oan, ta không quen biết các người, vì sao ta phải làm khó Lữ đại nhân chứ?
Người đâu, kéo hai tên này ra ngoài, đánh gãy tay chân chúng. Kêu la cái gì? Lữ Nhất, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Người đâu, mang một cục phần tới đây. Lữ đại nhân, ngài đã đánh gãy tay chân bọn chúng rồi, còn cần làm chuyện kinh tởm như vậy nữa sao? Nếu là lời cá cược, thì nhất định phải hoàn thành. Nếu không, thì lời hứa ban đầu sẽ trở nên vô nghĩa. Cho chúng ăn phân xong ta sẽ đi lấy bạc, cho chúng ăn đi. Lữ đại nhân nói rất đúng, chỉ có điều việc này của thật hơi kinh tởm. Nên bổn điện hạ xin cáo lui trước. Mãnh ca, phiền ngươi đi lấy 30 vạn lạng bạc đó. Ta nghĩ ngươi sẽ có cách lấy về. Lữ công tử cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ mang về đủ đến từng đồng. Kênh YouTube Super Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Công tử, Lý Hiệu Úy của doanh trại đã đến, còn bắt theo mấy người. Bọn họ đến làm gì, ta cũng không rõ. Lý Hiệu Úy mời ngài ra ngoài xem. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bái kiến tham quân đại nhân. Lý Hiệu Vĩ, người bắt những người này là ai? Họ nói là bách tính từ nơi khác đến, nhưng ta thấy không đơn giản vậy, nên đã giải họ đến chỗ đại nhân, xin đại nhân thẩm vấn. Các ngươi là ai? Vì sao lại lạng vàng bên ngoài doanh trại? Đại nhân, chúng ta chỉ là bách tính đồng thành, đến Vân Thành thăm họ hàng, vì không quen đường, nên mới chạy đến doanh trại đó, bị mấy vị quân huynh hiểu lầm. Hiểu lầm? Nhìn tướng mạo các ngươi không phải người Trung Nguyên đúng không? Nói thật đi, kẻo phải chịu đau đớn. Đại nhân, chúng ta thật sự chỉ là thường dân mà thôi, xin đại nhân minh giám, thả chúng ta đi. Các ngươi vào thành từ cửa thành nào, định đi thăm họ hàng ở đâu? Bẩm đại nhân, chúng ta vào từ Nam Thành Môn, định đi thăm nhà cậu ta ở Lưu Tử Hạng. Vào giờ này, huyện binh Nam Thành vẫn chưa giải tán. Nơi đó toàn người là người, cho dù các ngươi không biết Lưu Tử Hạng ở đâu, chẳng lẽ không thể hỏi thăm sao? Doanh trại ở Tây Nam mà Lưu Tử Hạng lại ở Đông Nam, các ngươi lại có thể chạy sang tận bên đó. Không phải người Trung Nguyên đúng không? Đại nhân, chúng ta thật sự là từ Đông Thành đến. Nếu không tin, các ngươi có thể phái người đến đó điều tra. Ta không có thời gian lãng phí với các ngươi. Lý Hiếu Vĩ, ngươi có nghe nói người Tây Khương trông có khác với người Trung Nguyên chúng ta không? Mông của chúng đều có nốt ruồi đen. Lột quần mấy tên này ra, xem bọn chúng có phải gián điệp Tây Quốc phái đến không? Các ngươi định nhục nhã huynh đệ chúng ta sao? Các huynh đệ, giết hết bọn này đi. Ta chỉ dọa các ngươi thôi, không ngờ các ngươi thực sự là gián điệp. Nói đi, đến Vân Thành làm gì? Đại nhân tha mạng, chúng ta vâng lệnh sứ giả lẻn vào Vân Thành, còn phải làm gì thì chúng ta thực sự không rõ. Không rõ à? Đợi khi đầu óc ngươi nổ tung thì sẽ rõ. Đại nhân, ta nói đều là sự thật. Sứ giả ra lệnh cho chúng ta vào Vân Thành, mỗi ngày vào hoàng hôn đến Nguyệt Tân Cửu Lâu. Ở đó, sẽ có người bảo chúng ta làm gì tiếp theo. Nguyệt Tân Cửu Lâu? Chẳng phải là nơi bắt được công chúa Tây Quốc sao? Tiếp tục theo dõi đám này trước đã. Nói đi, còn bao nhiêu người lẻn vào Vân Thành như các ngươi? Cái này thì ta không rõ lắm. Theo ta biết thì khoảng 100 tên trái phải. Nhưng tên này có vẻ vẫn giấu giếm điều gì đó, bọn chúng chắc chắn còn giấu nhiều chuyện. Nếu có mấy trăm tên vua lại lẻn vào rồi, chẳng lẽ nhắm vào đại hoàng tử? Lý Hiếu Vĩ, tạm thời giam giữ tên này lại cho ta, tra hỏi cặn kẽ, hễ có tin tức gì mới thì lập tức báo cho ta. Tuân lệnh đại nhân. Dậy, đi thôi. Đại hoàng tử có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta phải đến chỗ người. Công tử, bên ngoài có một lão giả cầu kiến, trông không giống người bình thường.
Sao giờ này còn có người đến? Ngươi để hắn vào đi. Tam Nhi, ngươi bảo Đồng Kỳ Lân già làm quân nhân, vào lúc hoàng hôn đến Nguyệt Tân Lâu một chuyến, xem có thể thăm dò được gì không? Ngoài ra ngươi đến Ngự Sử Đài một chuyến, nói với đại hoàng tử chuyện xảy ra ở đây. Vâng. Lữ đại nhân, vị lão gia này, tìm hạ quan có việc gì? Lão phu nghe nói Vân Thành xuất hiện một bậc đại tài, không chỉ văn võ toàn tài, còn là kỳ tài kinh thương, nên đặc biệt đến gặp mặt một chút. Lão đầu này có bệnh à? Ông nội người ta đâu phải động vật quý hiếm, có gì mà xem với trà chiêm ngưỡng chứ? Thật không khéo, hạ quan có việc phải xử lý. Ông cũng đã gặp ta rồi, vậy chúng ta hãy đi lo việc của mình đi. To gan, dám nói chuyện với chủ tử nhà ta kiểu đó. Đây là nhà của ta, ta muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi Lữ đại nhân, thuộc hạ không hiểu chuyện. Mong đại nhân đừng chấp nhặt. Lão phu có hai vấn đề muốn thỉnh giáo đại nhân, chỉ cần đại nhân có thể trả lời, lão phu sẽ lập tức rời đi. Được, ông cứ hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, xin hỏi đại nhân làm thế nào mới có thể phú quốc cường binh? Vấn đề thứ hai, xin hỏi đại nhân làm thế nào mới có thể chống lại ngoại bang? Hai vấn đề này chính là những gì lão nói trong bài văn, thời điểm ta viết lại, sao lão đầu này biết được chuyện này? Rốt cuộc lão trượng là người thế nào, sao biết chuyện trong bài văn của ta? Đại nhân không cần hỏi làm gì. Cứ trả lời hai câu hỏi của ta là được. Ông hỏi ta, mà không cho ta hỏi lại ông, đạo lý gì đây? Ta từ kinh thành đến, cũng là người trong quan trường. Vậy cũng chẳng có gì lạ. Thật ra hai vấn đề này rất phức tạp, có rất nhiều chi tiết, nói một lúc cũng không hết được. Nói chung dân giàu thì nước mạnh, chỉ cần triều đình một lòng vì dân, thì vấn đề thứ nhất có thể giải quyết. Còn về việc chống lại ngoại bang, ngoài việc có quân đội hùng mạnh, thì còn cần đồng hóa dị tộc, thì họ sẽ không còn tâm lý xâm lược nữa. Tuy đại nhân nói trùng trùng quá, nhưng lão phu cũng không uổng công đến đây. Lão phu còn có một việc cuối, không biết Lữ đại nhân có làm được không? Lão trượng nói nhiều việc quá nhỉ? Cứ nói đi, lão trượng đừng ngại. Ngày mai, sẽ có một số quan viên từ Kinh Thành đến Vân Thành. Hy vọng Lữ đại nhân có thể thuyết phục họ là vì đại hạ quốc ta giàu dân cường binh. Lão đầu này dở giọng gì thế nhỉ? Rốt cuộc ông ta là ai? Công tử, ta đã điều tra được tin tức, có tổng cộng 300 gián điệp lèn vào Vân Thành. Bọn chúng nói, ngày mai sẽ có một nhân vật lớn đến đây. Những gián điệp này định ám sát vị nhân vật đó. Thật sự rất nguy hiểm. Đồng Kỳ Lân, ngươi cầm lệnh bài của ta đến doanh trại nói với Lý Hiệu Úy, bảo hắn chọn 800 binh sĩ, đều hóa trang thành dân thường. Chỉ cần những tên quân nhân tụ tập lại với nhau, thì lập tức tiêu diệt. Ngươi hành động cùng họ. Vâng. Công tử, Ngự Sử Đài phái người đến nói Thánh Thượng Giá Lâm, bảo ngài đến bái kiến. Gì cơ, hoàng đế đến à? Ngài đến Vân Thành làm gì? Người của Nha Môn nói không chỉ có hoàng đế, mà còn có Tả Hữu Thừa Tướng và Văn Vũ Đại Tướng Quân. Công tử mau đi đi, kẻo bị hoàng đế của trách. Công tử hãy cẩn thận một chút. Không sao đâu, nàng yên tâm, đợi nàng khỏe lại, ta còn phải cưới nàng nữa. Thần, Lữ Nhất bái kiến hoàng thượng. Mau đứng dậy đi, tạ ơn hoàng thượng. Lão trượng, hóa ra là ngài. To gan, sao dám xưng hô bừa bãi với thánh thượng như vậy? Phụ hoàng, tên Lữ Nhất này vô lễ với người, lôi hắn ra ngoài đánh 50 trượng. Nhị đệ, Lữ đại nhân lần đầu gặp phụ hoàng, chưa quen mắt, xảy ra tình huống như vậy cũng là bình thường. Không sao, người đâu, ban ghế cho Lữ đại nhân. Mấy vị trọng thần trong triều còn đứng cả, mà phụ hoàng lại cho Lữ đại nhân ngồi,
chẳng phải ngài ưu ái hắn quá sao? Lão già thật sự mù mẫm rồi. Lữ Nhất chỉ là một quan năm phẩm nhỏ nhoi, được đứng cũng đã may lắm rồi, lại còn cho chỗ ngồi. Không ngờ Thánh Thượng lại coi trọng tên Lữ Nhất này đến vậy, rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì chứ? Bọn ta là trung thần của triều đình còn phải đứng. Nếu ngươi dám ngồi, xem ngươi sau này còn đứng vững ở triều đình thế nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lữ đại nhân, ngươi thật sự quá đáng. Bệ hạ cho ngươi ngồi thì ngươi ngồi luôn. Bệ hạ cho ngồi mà không ngồi, chẳng lẽ ta phải chống chỉ sao? Sao, bệ hạ làm vậy khiến ngươi không hài lòng à? Lữ đại nhân, đừng vu oan giá họa bừa bãi, như vậy chỉ có hại cho ngươi thôi. Thánh thượng, ngài bảo thần ngồi nhưng lão đầu này lại không vui, vậy biết làm sao bây giờ? Thôi được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Lữ Ái Khanh, hôm nay trẫm gọi ngươi đến là muốn ngươi giải thích một chút về sách lược cường quốc mà ngươi viết trong bài văn. Trước hết nói về phú dân, ngươi có cách gì? Muốn phú dân thì phải ra sức phát triển kinh tế. Đầu tiên là phải thúc đẩy nhu cầu nội địa, triều đình cũng phải đưa ra chính sách tương ứng, khuyến khích kinh thương, khuyến khích nông canh. Tóm lại nếu kinh tế không tăng trưởng, thì phú dân chỉ là lời nói suông. Việc phát triển kinh tế mà Lữ đại nhân nói có hơi sâu xa, nhưng trẫm cũng đại khái nghe hiểu. Hai vị thừa tướng, các khanh có điều gì muốn nói không? Thưa bệ hạ, thần cho rằng Lữ đại nhân đang nói chuyện viển vông. Kích thích nhu cầu nội địa, thần còn có thể hiểu được, nhưng hắn lại còn nói muốn giao thương buôn bán với người khác. Chẳng lẽ chúng ta phải làm ăn với người Tây Khương sao? Người Tây Khương vốn là mãn tộc, đất của chúng chỉ sản xuất ra lông thú, ngoài ra không có gì khác. Trong khi đại hạ ta thì vật sản phong phú, làm ăn với chúng chỉ khiến ta thiệt thòi. Bệ hạ, thần cũng cho rằng việc này không ổn. Vừa rồi Lữ đại nhân lại còn nói, để triều đình miễn thuế cho thương nhân trong 3 năm, hơn nữa còn cho phép họ tự do mậu dịch. Ngoài ra, hắn còn muốn để nông dân sở hữu đất đai của mình, ruộng đất đều nằm trong tay địa chủ, chẳng lẽ triều đình phải cướp đoạt sao? Hơn nữa một khi để nông dân có quyền tự chủ, họ chắc chắn sẽ nổi loạn. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lời của hai vị thừa tướng rất đúng. Lữ đại nhân, ngươi còn điều gì muốn nói không? Thần không muốn đàn gầy tai trâu. Lữ đại nhân, ngươi dám mắng ta và tể tướng là trâu à? Lữ đại nhân, ngươi thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thần tấu xin bệ hạ, nghiêm trị tên tiện nô này. Các ngươi sống trong nhận thức của mình, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Kẻ chỉ biết bóc lột người khác, duy trì lợi ích của mình, ta có gì hay ho mà nói với các ngươi chứ? Nhận thức của bổn tướng rộng hơn ngươi nhiều. Lữ đại nhân, ngươi thật là dối trá, lại còn dám vu khống bổn tướng. Thần tấu xin bệ hạ, nhất định phải nghiêm trị tên lưu manh này. Mấy người cổ đại các ngươi thật sự cứng đầu quá. Nói về ngươi trước, ngươi chỉ biết có đại hạ với Tây Khương quốc. Chẳng lẽ không biết chỉ riêng châu Á đã có rất nhiều quốc gia rồi sao? Chưa kể đến châu Mỹ, châu Âu, châu Phi còn vô số quốc gia khác nữa. Chỉ cần có thể mở thông đường thương mại trên biển, thì bạc sẽ ao chảy về phía chúng ta. Còn ngươi nữa, nông dân có ruộng đất của mình thì sao? Chẳng lẽ ảnh hưởng đến ngươi, một tên quan lại triều đình à? Ta đoán trong tay ngươi hẳn phải có rất nhiều ruộng đất, hơn nữa còn vô cùng màu mỡ. Nếu không vậy, sao ngươi lại phản đối việc này chứ? Bệ hạ, muốn phú dân, những điều thần nói đều là việc cần phải làm. Lão đầu kia vừa nói, ruộng đất đều nằm trong tay địa chủ. Việc này có gì khó đâu, triều đình chỉ cần ra mặt mua lại ruộng đất rồi chia cho nông dân, sau đó nông dân trả dần trong vài năm, hoàn trả hết tiền cho triều đình là được. Bệ hạ, lời của Lữ đại nhân thật sự không ổn. Như vậy, sợ là sẽ kích động loạn lạc. Hành vi của kẻ này không ổn, là muốn lật đổ cơ đồ của đại hạ chúng ta. Hai vị thừa tướng không cần kích động.
hôm nay chỉ là thảo luận việc này mà thôi. Lữ đại nhân, người cũng thấy rồi đấy, hai vị thừa tướng đều không đồng ý làm như vậy, vậy phải làm sao đây? Bệ hạ, thần cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng thần biết triều đình vẫn luôn nghiêm trị tham nhũng, bệ hạ có thể điều tra xem. Trong số quan viên triều đình có ai tham nhũng không? Lữ đại nhân, đây là muốn chỉnh đốn quan trường sao? Lữ đại nhân, người có biết hậu quả của lời nói này không? Đến lúc đó quan viên khắp triều ai cũng sẽ tự thấy nguy hiểm, gây rối loạn cương thường. Quan tham đương nhiên là thấy nguy hiểm rồi. Người không tham thì sợ cái gì? Cũng giống như hai vị thừa tướng các người sợ à? Nếu vậy, thì các người chính là tham quan. Được rồi, việc này thảo luận đến đây thôi. Lữ đại nhân, người nói thêm về việc chống giặc ngoài xem. Chống giặc ngoài thì cần quân mạnh, mà quân mạnh thì cần kinh tế chống đỡ. Không có sự hỗ trợ kinh tế lớn thì không có cách nào trang bị cho quân đội. Không có trang bị tiên tiến, chúng ta sẽ thua thiệt. Tuy nhiên, chúng ta có thể xây dựng thương mại ở biên cảnh trước. Thiết lập trường học dạy người Tây Khương, truyền bá văn hóa Nho gia tư tưởng của Đại Hạ, để họ không sinh lòng xâm lược. Thông thường với người Tây Khương, còn muốn dạy họ đạo Nho sao? Đây là chuyện trên trời. Lời hoàng tử nói rất có lý, người Tây Khương man dợ, khó giao lưu, phương pháp này căn bản là không được. Nói các ngươi cứng đầu mà vẫn không phục. Phương pháp ta nói chỉ là trợ giúp thôi, rèn sắt còn phải nhờ vào bản thân. Muốn khiến quân địch không dám xâm phạm, thì chúng ta chỉ có thể tăng cường quân đội của mình. Để họ sinh lòng sợ hãi, không còn dám mơ tưởng đến đại hạ chúng ta nữa. Thượng tướng quân, ngươi chỉ huy quân đội bao năm, có suy nghĩ gì về lời Lữ đại nhân không? Bẩm bệ hạ, thần cho rằng lời Lữ đại nhân nói rất đúng. Nếu có thể thay đổi trang bị trong quân, đừng nói là chống lại quân Tây Khương, mà dù đánh tới kinh thành của chúng, thần thấy cũng là điều có thể. Nhưng cường quốc cần rất nhiều bạc, hiện nay ngân khố trống rỗng. Hai vị thừa tướng, có diệu kế gì không? Bệ hạ, thần đã thương nghị với tả tướng về việc này, muốn đầy ắp ngân khố, chỉ có thể tăng thuế. Tăng gấp 3 lần so với hiện tại. Bảo đảm, trong vòng 3 tháng sẽ thu về được 10 triệu lạng bạc. Hài lão cổ hủ các ngươi, đây là muốn diệt vong đại hạ à? Hiện nay, thuế bách tính phải nộp đã nặng lắm rồi, các ngươi lại còn muốn tăng thuế, hơn nữa lại tăng gấp 3 lần, đơn giản là vô nhân tính. Bệ hạ không thể nghe theo lời hai lão cổ hủ này. Khi đó bách tính sẽ nổi loạn, nếu Tây Khương quốc đánh sang, để họ đánh thì xong luôn. Quân tâm dân ý, nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Thần đề nghị, hãy bắt giam hai lão vô dụng này, đó mới là cơ hội cứu nước. Hay lắm Lữ Nhất, người dám mắng nhiếc thừa tướng đương triều, thật đáng chết. Lữ đại nhân, ngươi chỉ là một tên tiểu quan vô phẩm, lại dám vô lễ với hai vị đại viên nhất phẩm như chúng ta. Bệ hạ, tên này của thật nên trị tội cho đích đáng. Bệ hạ, tể tướng nói rất đúng, xin bệ hạ cho lôi Lữ Nhất ra ngoài, đánh 100 trượng thật nặng. Quân tâm dân ý, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, nói câu này hay lắm. Phụ hoàng, Lữ Nhất kiêu ngạo như vậy, người còn muốn nuông chiều hắn sao? Nhị đệ, to gan, sao đệ dám nói chuyện với phụ hoàng như vậy? Hơn nữa Lữ đại nhân chí tâm vì dân, có gì sai đâu. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lời Lữ đại nhân nói đều là chân lý, xin phụ hoàng chuẩn tấu của Lữ đại nhân. Bệ hạ, thần thấy lời Lữ đại nhân nói rất đúng. Hai lão già này chỉ nghĩ đến bản thân họ, căn bản không quan tâm sống chết của bách tính. Tả tướng, hữu tướng, hai người đã già nua lẫn cần rồi, trẫm thấy chi bằng về quê dưỡng già đi. Bệ hạ, ngài. Bệ hạ, thần mới chỉ 60 tuổi, hơn nữa thân thể cường tráng, chấm còn muốn vì triều đình tận tụy, đến chết mới thôi. Tận tụy cái con khỉ. Ngươi là vì bản thân ngươi đến chết mới thôi à? Lão già lại còn đứng về phía Lữ Nhất, để được ra đi lại còn để hai vị tể tướng về quê. Lữ Nhất là người của đại ca, nếu để hắn lên vị trí cao, thế lực của đại ca chắc chắn sẽ tăng lớn. Phụ hoàng không được,
tên Lữ Nhất này chỉ là tên bại hoại. Ngươi đuổi đi hai vị tể tướng, thì triều đình sẽ tê liệt mất. Việc này trẫm đã quyết định, các ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Công chúa Tây Quốc, Bố Lỗ Kỳ, hóa ra là các ngươi. Công chúa Tây Quốc và Bố Lỗ Kỳ đều chưa đi, thậm chí còn sai 300 gián điệp Tây Khương Quốc hại hoàng đế. Người đâu, đừng la nữa, thuộc hạ của ngươi đều đã bị người của ta giải quyết hết rồi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Đương nhiên là đến giúp các ngươi đội triều hoán đế rồi. Công chúa Tây Quốc của nhiên là người đáng tin cậy, không uổng công ta cứu các ngươi ra ngoài lúc trước. Nhị đệ, ngươi lại còn thông đồng với Tây Khương Quốc, muốn mưu đồ xoán vị. Sao lại không được chứ? Lão già này đã mù mẫm rồi, ngu muội vô năng, lại còn tin tưởng tên tiểu tử này. Nếu hắn tiếp tục làm hoàng đế, đại hạ sớm muộn gì cũng mất nước. Đứa con bất hiếu, ngươi lại còn muốn hại chính cha đẻ của mình. Lão già, ngươi đáng lẽ phải truyền ngôi vị cho ta từ lâu, nếu không cũng sẽ không có tai họa ngày hôm nay. Còn cả ngươi nữa, Lữ Nhất, lát nữa ta sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh. Ngươi muốn giết ta ư? Ngươi còn non lắm. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây nói nhảm. Hai vị tể tướng, thượng tướng quân, nếu bây giờ các ngươi quy hàng ta, thì không chỉ giữ được mạng, ta còn có thể bảo đảm cho các ngươi giữ nguyên chức vị. Tên hoàng đế này đã cắt chức ta rồi, giờ ta không còn gì nữa. Nếu như vậy, chi bằng quỳ xuống trước nhị hoàng tử, làm thần tử ai mà không muốn làm. Thần nguyện theo nhị hoàng tử lên làm hoàng đế, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thượng tướng quân, người nói sao? Hai lão không chết này thật vô liêm sỉ, đơn giản chỉ là loại cỏ luồng gió. Nhị hoàng tử muốn ta theo ngươi tạo phản à, đừng hòng. Nếu ngươi không chịu quy hàng, vậy ta chỉ có thể giết ngươi thôi. Công chúa, sao lại thế này? Ngươi không nên hỏi hắn, mà nên hỏi ta mới phải. Hôm qua thuộc hạ của ta bắt được mấy tên Tây Khương Quốc, ta biết được có 300 tên Tây Khương Quốc trà trộn vào Vân Thành, nên đã bố trí 800 người mai phục ở gần đó. Nhị hoàng tử của thật muốn tạo phản. Nhưng có ta ở đây, giấc mơ làm hoàng đế của ngươi phải tan vỡ thôi. Chúng ta đã lên kế hoạch cẩn thận rồi, sao có thể thất bại được chứ? Nghịch tử, nếu ngươi biết quay đầu, chấm có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Không thể nào. Công chúa, các ngươi còn chờ gì nữa? Mau ra tay giết lão già này đi. Còn cả lũ người không phục ta nữa, ta vẫn có thể làm hoàng đế. Chẳng lẽ các ngươi quên ta còn có thứ này sao? Ta giết ngươi. Ngươi giết ta thì cả nhà ngươi cũng phải chết. Bệ hạ, thần vừa nãy chỉ đang giả vờ với nhị hoàng tử thôi, để tìm cơ hội cứu giá bệ hạ. Thần tuyệt đối không có tâm phản loạn. Lời hữu tướng nói đúng, thần cũng sẵn sàng vì bệ hạ làm bất cứ việc gì, cho dù phải bị người ta mắng nhiếc. Kẻ vô liêm sỉ thì đã gặp nhiều, nhưng vô liêm sỉ như vậy thì lần đầu thấy. Rõ ràng là phản bội hoàng thượng, mà còn nói là vì cứu giá hoàng thượng. Vừa nãy, hai người không phải đã hô to nhị hoàng tử vạn tuế sao? Sao quên nhanh vậy? Bệ hạ, loại cỏ luồng gió này không cần cũng được. Việc xử lý hai người này chấm giao cho Lữ đại nhân. Thần tuân chỉ. Phụ hoàng, hai người này xử lý thế nào? Họ vẫn còn dùng được, đặc biệt là Tây Quốc công chúa này, đến lúc đó chúng ta có thể lấy cô ta ra thương lượng với Tây Quốc. Việc này cũng giao cho Lữ đại nhân xử lý. Chấm phong ngươi làm tể tướng đương triều, việc cường quốc đều giao cho ngươi xử lý. Ngoài ra, chấm còn phong cho ngươi một tước hiệu triều đình đặc sứ, phụ trách đàm phán Hưng Quốc. Thần tạ ơn bệ hạ. Đi thôi. Áp giải xuống. Đi. Lữ đại nhân, hôm nay đại hạ có tể tướng như ngài, thật là phúc của vạn dân.
Đồng đại nhân, mấy hôm nữa ta sẽ thành thân, đến lúc đó mời ngài và đại hoàng tử đến uống rượu mừng, được. Tần lang tần nương tới. Áo cưới của tần nương đẹp quá. Đây chính là do công tử chúng ta mới thiết kế đấy, công tử giỏi thật. Ta tuyên bố Lữ Nhất và Tử Du chính thức thành phu thê. Mọi người chúc phúc cho họ đi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Lữ công tử. Tử Du, chúng ta giờ là phu thê rồi, để ta hôn một cái. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trời ơi, đúng là mơ thành quan to, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Tử Du,